Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Thập niên 70 là mẹ kế không phải tỷ tỷ, tập 17, chương 132 giải đặc biệt xe lửa sắp đến thủ đô nhà ga khương song linh chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi hoảng mặc dù trên xe lửa ô ép một chút ngồi đầy người nhưng không có động tĩnh gì chỉ có đoàn tàu chạy lúc quỹ đạo va chạm bịch âm thanh một chuyến lữ hành xuống tới tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi mà khi nhân viên tàu thông báo sắp đến trạm cuối cùng lúc lập tức sôi trào mọi người cùng đủ thở dài một hơi thu dọn đồ đạc thu dọn đồ đạc tỉnh ngủ gật tỉnh ngủ gật cứ việc cũng còn chưa tới nhà ga hơn phân nửa người đều từ trên chỗ ngồi lên, chen ở cửa ra xếp thành nhanh như chớp nhỏ hàng dài, xem ra tất cả đều không kịp chờ đợi xuống xe, xe lửa tại trạm dừng lại, người một nhà theo dòng người xuống xe, Khương Song Linh chân trái vừa bước ra, đối diện chính là điều hiu hàng phong thổi đến nàng thình lình toàn thân phát lạnh, hàng khí từ lòng bàn chân một đường leo lên trên, nàng rụt rụt quần áo trên người, hướng tề hành bên người nhích lại gần, tề hành một tay cầm hành lý, tay kia nắm cả bờ vai của nàng, đồng loạt hướng xuất trạm miệng mà đi, tề việc tuy là mệt mỏi, xuống xe lửa lúc trong mắt khôi phục thần quan, tay phải hắn mang theo bao lớn đồ vật, tay trái còn thăm dò cái xương đánh nhỏ quả cà, tề hy. Tề hy cái này nhỏ quả cà dù là tại dạng này ồn ào hoàn cảnh bên trong, vẫn ngủ được cùng cái lợn chết đồng dạng, người trong nhà đồng dạng không có bỏ được đem nàng đánh thức, 11 tuổi, thân cao thể lượng không nhỏ tề huy đi theo cuối cùng, chủ động hỏi hắn đại ca, muốn ta hỗ trợ cầm đồ vật sao. Tề Việt dẫn theo trong tay hành lý tại Tề Huy trước mặt lắc dưới, cùng khoảng Tề Đại Lực, làm sao có thể liền ít như vậy đều cầm không được. Tề Huy đi theo Tề Việt phía sau cái mông, tại ống tay áo của hắn bên trên túng dưới, ca, ngươi nói hai ta đi cùng một chỗ, người khác sẽ làm ngươi là cha ta sao? Tề Việt nhíu mày, ngươi cho rằng ngươi cùng hi hi một cái số tuổi sao? Ca ca có như thế lão? Tề Huy, ba ba nhìn cũng bất lão a. À? Tề Việt, người ngoài đều có thể đem cha ngộ nhận thành ta anh ruột, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đem ta ngộ nhận thành cha ngươi. Tề huy buông tay, hai anh em ta lớn lên giống A, huống chi cũng không tồn tại người ngoài đem ngươi hiểu lầm thành ta anh ruột, ca ngươi vốn chính là ta anh ruột nha, liền xem như muốn ngộ nhận, cũng có thể là là ngươi bị ngộ nhận thành thúc thúc ta ba ba loại hình. Tề việc chật chật một tiếng, huy huy ngươi thanh âm lại lớn điểm, hiện tại ai cũng biết ta là ngươi anh ruột tề huy lớn giọng không hổ là từ nhỏ cùng tạ lão sư luyện ra tề huy đại ca đừng gọi ta huy huy muốn gọi tề huy đồng chí đi rồi huy huy nhỏ đồng chí tề việc vốn là muốn tại đệ đệ trên đầu vào một cái làm sao không không xuất thủ chờ lần sau lại vò Khương song linh ở phía trước quay đầu lại nhắc nhở bọn nhỏ đuổi theo a tề việc ôm chặt trong ngực nhỏ quả trà hướng phía trước nện bước nhanh chân mẹ chúng ta trước đừng nói cho khương nhị ta đến cho hắn một kinh hỉ nghỉ ngơi một đêm lại đi trường học tìm gia hỏa này trường học của bọn họ hẳn là tốt đi vào khương song linh con lúc đầu không có ý định ngay lập tức đi tìm hắn đến lúc đó đương nhiên là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi ngồi như thế một chuyến dưới xe lửa đến chỉ muốn tại mềm mại ngủ trên giường hắn cái một ngày một đêm lại nói cái này từng cái đều cùng sương đánh quả cà trên quần áo hương vị cũng không thể thấy nhiều biết rộng lúc này thật nhiều người bắt đầu ở trên xe lửa ăn mì tôm kia mùi vị thật đúng là, trong ngày mùa đông trời nắng, ấm áp nắng ấm hắt vẻ nhàn nhạt nhiệt ý, thiên không ngoài ý muốn xanh thẳm, 16 trường học liên hợp tài nghệ giải thi đấu sắp đến, ban ngày có một trận sau cùng diễn tập, không ít người biểu diễn đứng tại sân khấu đằng sau chờ đợi, tiết mục đều có khác biệt, mặc trên người quần áo đồng dạng đủ loại, Khương Triệt mặc vào món kia lượng thân định chế áo trắng ngọc bào, trên đầu mang theo đen nhánh đơn giản tóc giả, miễn cưỡng trang điểm nhẹ, trong tay một cái mưa bụi ô giấy dầu, một bộ áo trắng như tuyết chung quanh ánh mắt rất nhiều người đều dừng lại ở trên người hắn nghị luận ầm ĩ nhìn cái kia mặc quần áo trắng thật xinh đẹp a à. nam nữ bạch xà truyện hứa tiên là thế vai sao trời ạ à, ngươi nhìn hắn vóc dáng rõ ràng chính là nam có được hay không tuấn tuấn các ngươi không hiểu đi kia là đại học y khoa hứa tiên rất nổi danh a à, người cũng như tên quả nhiên rất tiên trong đó có người bỗng nhiên tỉnh ngộ trước đó cái kia người nói chuyện nhất thời dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hắn, ngươi là thế nào thi lên đại học. Khương Triệt cầm trong tay ô giấy dầu đưa cho bên cạnh bạch tố trinh diễn viên, mình cầm lấy một quyển khác ố vàng sách thuốc cổ tịch, dưới ánh mặt trời lật ra nhìn kỹ, mặc dù bản này sách thuốc thuộc về biểu diễn lúc đạo cụ, nhưng mà, y khoa lớn đạo cụ sách thuốc, nó vẫn thật là là một bản hàng thật giá thật sách thuốc, trái phải không có chuyện gì làm, Khương Triệt cúi đầu lật sách, bạch tố trinh diễn viên, cũng chính là đồng dạng toàn thân áo trắng váy trương manh vi sắc mặt đỏ lên, nàng vụn trộn liếc mấy mắt khương triệt, nhịp tim bịch bịch vang, nàng cầm trong tay ô giấy dầu, phản phất mình giờ phút này đưa thân vào bên hồ Tây Tử, gió xuân Phật liễu, thanh niên áo trắng đứng ở trong gió, mặt mày mang cười, hướng nàng đưa một cây dù, thật vất vả từ trong tưởng tượng thanh tĩnh, trương manh vi ở trong lòng im ắng thở dài. Nghĩ thầm đối phương cái này cổ trang hóa trang thật là rất dễ dàng làm cho người mơ màng, cách không được đám kia văn học viện cô nương vì hắn như si như say một cái nam nhân dáng dấp lại bạch lại xinh đẹp còn mang theo cổ điển mỹ nhân khí chất thật là làm cho một bên cộng tác áp lực mười phần loại này gồm cả sắc bén nhưng lại tinh xảo xinh đẹp mỹ cảm khiến người sợ hãi tháng phục bên cạnh không ít người do dự muốn tiến lên đây bắt chuyện nhưng đều vụng trộn liếc qua dưới ánh mặt trời ấm áp đọc sách nam tử áo trắng không người nào dám tiến lên chợt có một hai cái đều không nói bên trên hai câu nói đều bại lui tại người kia tránh xa người ngàn dặm, liên tục bị quấy rầy Khương Triệt bỗng dưng gương mặt lạnh lùng, nhặt lên mình từ nhà mình anh rể kia học được cao lãnh xa cách bi quan chán đời biểu lộ, phát ra tự nhiên hơi lạnh rốt cục khiến cho chung quanh hắn thanh tịnh. Trương Manh Vi bên cạnh đến một đôi bảo ca ca cùng Lâm Muội Muội, không sai đâu, đây là sát vách trường học Hồng Lâu Mộng Tiết Mục, trong đó Lâm Muội Muội kéo lại Trương Manh Vi tay, hiếu kỳ nói, hắn là trường học các ngươi, có đối tượng sao? Nàng chỉ người chính là Khương Triệt. Trương Manh Vi, ngươi nói hứa tiên A, à, không có đâu, hắn là ta đại học y khoa tân sinh, mới 16 tuổi, thật sao? Diễn Lâm muội muội gì làm tuệ kinh ngạc, nhỏ như vậy, hắn nhìn xem thật là lạnh nhạt A, à, không phải nghe nói trường học các ngươi hứa tiên là cái rất ôn nhu người. Trương Manh Vi, thật sự là hắn rất ôn nhu A, à, gì làm tuệ nhìn chầm chầm khương triệt chó biểu lộ mặt thối, nghi hoặc, ôn nhu là cái dạng này sao? Bên cạnh theo tới diễn tiết bảo thoa muội tử xen vào, ta coi là ôn nhu là như thế đây này, nàng một chỉ chính đối diễn viên quần chúng nhóm hỏi hang ân cần bảo nhị ca, trương manh vi, hứa tiên hắn ở trường học rất ôn nhu nghe nói, đối nhân xử thế rất hòa khí, hôm nay không biết làm sao dạng này. Nghe nói tỷ tỷ của hắn gần đây muốn tới trường học, là không vui vẻ sao, không rõ ràng, chẳng lẽ là cùng tỷ tỷ của hắn quan hệ không tốt, nghe các nàng đang nói chuyện cái này, có mấy cái cô nương đi tới. Trường học các ngươi hứa tiên có đối tượng sao? muốn giới thiệu đối tượng sao hắn thích gì dạng đối tượng a à, diễn bảo nhị ca nam nhân thấy các cô nương tất cả đều trò chuyện một cái nam nhân khác lo lắng bọn muội muội các ngươi nhìn xem ta a à, cái này hứa tiên quá lạnh nhạt vẫn là chọn ta loại này hảo ca ca đi khương song linh toàn gia nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai thu thập thỏa đáng mang theo máy ảnh đi đại học y khoa cho khương triệt một kinh hỷ bọn hắn còn không có nói cho đối phương biết hôm nay tới trực tiếp đi trường học bên trong tìm hắn đi ngày này đại học y khoa sân trường đích xác rất ít người, lên tiếng hỏi Khương Triệt viện hệ, Khương Song Linh tìm người hỏi một chút, lại phát hiện đệ đệ hôm nay dường như không ở trường học, Khương Triệt, bọn hắn ban Khương Triệt, người hỏi chính là hứa tiên A, Khương Song Linh không hiểu ra sao, hứa tiên là cái gì quỷ, hứa tiên là ai, Khương Triệt A, hắn hôm nay diễn bạch xà đi A, Khương Song Linh, A. Đệ đệ của nàng sân trường sinh hoạt cũng là như vậy phong phú sao? Tề Việc bên kia là toàn trường tốt mũi phu, đệ đệ của nàng Khương Triệt nơi này thế mà là. Đại học Y khoa Hứa Tiên, ngươi là Hứa Tiên tỷ tỷ của hắn a, Hứa Tiên tỷ tỷ? Cái gì? Hứa Tiên tỷ tỷ, không hiểu được một cái kỳ dị xưng hô Khương Song Linh sững sờ ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy một trận hốt hoảng hồng hồng hỏa hỏa. "Mẹ, ngươi là Hứa Tiên tỷ tỷ, vậy chúng ta là cái gì?" Chỉ sợ Thiên Hạ không loạn tề việc nén cười nói, "Tề Huy, Hứa Tiên cháu trai" tề việc mặt đen, trả lời sai lầm, tề hi, cửu cửu ở chỗ nào, khương song linh, chúng ta đi diễn tập hiện trường tìm các ngươi cửu cửu đi, tiểu khương đồng chí biểu lộ cổ quái, vừa nghĩ tới hứa tiên liền không thể không liên tưởng đến bạch tố trinh, vừa nghĩ tới bạch tố trinh, đó không phải là xà ma, nàng sợ rắn a, à. liên nghĩ tới đây, khương song linh biểu lộ càng thêm cổ quái, nàng quay đầu nhìn về phía tề hành, quy, hứa tiên tỷ phu hắn, ngươi còn nhớ hay không phải một sự kiện tề hành tuấn lông mày trao lên, cái gì, ta gả cho ngươi năm thứ nhất, nhà chúng ta có phải là tiến đến một con rắn, tề hành, là, tề việt, rắn báo ân. Chẳng lẽ Khương Triệt thật cùng rắn hữu duyên, Khương Song Linh cười tại trên mặt hắn vỗ xuống, A à Việt, ngươi còn có khi còn bé ký ức sao, tề Việt cao mày hồi tưởng, mơ hồ có một điểm, ba ba bắt rắn, Khương Song Linh, đúng vậy A, à, ngươi còn hỏi có thể ăn được hay không, tề Việt cuối cùng giống như nhà chúng ta đem rắn thả đi, tề hành, ta thả đi, mẹ ngươi yêu cầu nhất định phải bẫy dặm bên ngoài, Khương Song Linh. Cái này cũng không cần phải cường điệu đi, Khương Song Linh một nhà tìm được diễn tập sân khấu phía sau, rốt cục trông thấy bên tường cầm sách áo trắng hứa tiên, Khương Triệt mười ngón trắng nõn dài nhỏ, khớp xương rõ ràng ngón tay đặt tại ố vàng trang sách bên trên, màu hồng móng tay tại dùng lực lúc ấn ra một vòng trắng nhạt thân thể thấp bé tề hy tiểu bằng hữu lập tức từ đại ca trong ngực bỏ trốn, mấy cái vòng quanh người nhảy lên đến Khương Triệt trước mặt đi, tiểu gia hỏa ngẩng lên đầu vui vẻ nói cửu cửu, Khương Triệt cúi đầu lúc, trong con mắt tiến đụng vào một tấm sáng lạng khuôn mặt nhỏ, hắn tại chỗ sửng sốt một chút, lập tức đem tề hy tiểu bằng hữu ôm vào trong ngực, hi hi, ngươi đến. A tỉ bọn hắn, hắn ngẩng đầu hướng phía trước xem xét, liền trong đám người phát hiện Khương Song Linh tề hành chờ cả đám, tề việc lười biến đứng ở nơi đó hướng phía hắn phất phất tay. Hai, hứa tiên, Khương Triệt lúc này cũng mặc kệ người ta hô cái gì cái gì, nhìn thấy A tỷ người một nhà, trên mặt biểu lộ đều khống chế không nổi, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, yêu thích tâm tình lộ rõ trên mặt. A tỷ, các ngươi hôm nay liền đến rồi. Làm sao không nói sớm một chút, tề việc xen vào, chúng ta muốn cho Khương Nghị một kinh hỷ. Không nghĩ tới hứa tiên trước cho chúng ta một kinh hỷ ngươi có phải hay không còn vụng trộn nuôi đầu nhỏ bạch xà a à? hứa tiên khương triệt cười tại trên bả vai hắn đẩy dưới tề nhị ngươi chớ nói lung tung ta a à tỉ sợ rắn nhất khương song linh chỉ cần gan lớn rắn rắn cũng thả nghĩ đẻ tề huy từ khương song linh sau lưng ló đầu ra ta mới là nghiêm chỉnh tề nhị tề việc vỗ mình tốt đệ để bả vai cười đến hết sức vui mừng hắn tấm kia tuấn khuôn mặt đẹp quả thực là tại đoạt người nhãn cầu bên trên cô nương toàn hướng về thân thể hắn nhìn tốt đệ đệ, không sai, đại ca tốt đệ đệ, nếu là không có như thế cái tốt đệ muội, sao có thể nói rõ hắn là tề lão đại đâu, hắn vốn chính là tề lão đại, tề việc hai anh em tốt đem tề huy kéo qua đến, không sai, ta tề nhất, khương nhị ngươi nhận rõ vị trí của mình, hứa tiên tỷ tỷ đều đến, ngươi cái hứa tiên còn không thừa nhận, khương triệt nghe được tề việc miệng bên trong hứa tiên quả thực muốn nhảy dựng lên, ngươi đừng gọi ta hứa tiên. Ta là hứa tiên ngươi chính là hứa tiên cháu trai, Tề Huy, anh của ta nói, Tề Hy, ca ca nói cái gì, Tề Việt, nhà chúng ta là Tây Du Ký, cùng các ngươi bạch xà chuyện không dính quan hệ, Khương Triệt cảm thấy mình cũng là Tây Du Ký bên trong, hắn dựa vào lý lẽ biện luận, ta A Tỷ trước kia nằm mơ nói mộng thấy ta là Tây Du Ký tôn hầu tử, Tề Huy cùng Tề Hy, còn có thế có cái này sự tình, Tề Huy, vậy ca ca đâu, Khương Triệt, Hồng Hài Nhi, Tề Việt, căn bản là không có chuyện này. Khương Song Linh ôm lấy tề hành cánh tay, cùng hắn kề tai nói nhỏ, hài tử nhiều về sau, thật sự là ầm ý cực, lao nhau, hai người chúng ta lão nhân gia căn bản không chen vào lọt, tề hành, người muốn cắm đi vào nói cái gì, Khương Song Linh, không có gì a, à, ta liền nghĩ hỏi một chút tiếp một lúc nào mở màn, đến xem diễn tập về sau, Khương Song Linh người một nhà dứt khoát lưu tại nơi này, cẩn trọng làm khán giả, đem 16 trường học tài nghệ biểu diễn cho xem hết. Cuối cùng bọn hắn cái này bạch xà truyện tiết mục thật đúng là cầm thưởng, chúc mừng chúc mừng, cửu cửu diễn đẹp mắt. Tề Việt, không biết còn tưởng rằng ngươi đi đọc biểu diễn trường học đâu. Lúc nào tại chúng ta trước mặt biểu diễn vết nứt chuối tiêu, Khương Song Linh xem hết đáp ứng không xuể sân trường tiết mục, đột nhiên liền hiếu kỳ nhìn về phía Tề Việt. A à Việt, chẳng lẽ ngươi không có ở trường học tham gia tiết mục sao? Tề Việt lười biến nói, có a, à, trong lớp người đi hơn phân nữa. Khương Song Linh, tiết mục gì? không có gì ý mới chính là đại hợp sướng tề việt ôm lấy ngực tự hồ là đối đại hợp sướng cái gì chẳng thèm ngó tới khương song linh thời gian qua đi nhiều năm như vậy cái này hài tử hay là thích đại hợp sướng khương triệt trúng vào chỗ yếu các ngươi tiếp mục cầm thưởng sao tề việt cầm giải đặc biệt khương song linh khương triệt tề huy cùng tề hy bọn hắn hết thảy đều cảm thấy trường học này quá quỷ dị Hắn ca, con, dạng này tham gia đại hợp xướng thế mà còn có thế cầm thưởng, có lẽ là bởi vì ánh mắt của bọn hắn quá không thể tin, tề việc hừ một tiếng, so liền là ai giọng lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía tề hành, dùng qua người tới ngữ khí nói ra, cha, người nói đúng hay không, tề hành mười phần bình tĩnh. Ta chưa từng tham gia qua, không rõ ràng, tề hành đồng chí cũng không nóng lòng tham gia đại hợp xướng, Khương Song Linh thói quen vỗ tay, cổ động nói, muốn đi nghe cái hiện trường mấy cái đám nhóc con liên tiếp, ta cũng muốn. Ta cũng muốn nghe ca 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 hát, trong đêm xem hết các loại tiết mục trở về, Khương Song Linh trong đêm làm một cái cố sự tình tiết mười phần phong phú lại hiếm thấy mộng, mộng thấy mình ngay từ đầu ngồi tại trước cương xuân đau thu buồn, nhìn ngoài cửa sổ bay xuống hoa đào, một trận thương cảm, đọc trong miệng cái gì nhất là nhân gian lưu không được, chu nhang từ kính hoa từ cây, thế là khiên hoa quốc đi tán hoa, đợi nàng cầm quốc đi bên ngoài, tràn cảnh nháy mắt chuyển đổi, làm ruộng hồn phát tác nàng đột nhiên liền bắt đầu xới đất, gieo xuống rất nhiều rau xanh, còn có xanh tươi hành lá, ngày thứ hai lại bị người rút, nàng vô năng cùng nộ, hóa ra là một đầu tiểu thanh xài dùng cái đuôi rút nàng đồ ăn, không có đem nàng cho tức chết, trong mộng nàng tuyệt không sợ rắn, ngược lại bắt được con rắn này, ai ngờ con rắn này bị nàng sau khi nắm được, đột nhiên biến thành một cái tuấn mỹ lục quân trang thanh niên, nói mình muốn tới báo ân, giúp nàng một lần nữa trồng đồ ăn. Thế là nàng không hiểu cùng thanh xà thanh niên quá một đoạn mỹ hảo thời gian, chính là đối phương trong đêm luôn yêu thích dùng cái đuôi quấn lấy nàng, rất căng. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, sát vách lão vương luôn luôn đến tìm nàng uống trà, quát một tiếng trà liền thích nhổ nhà nàng hành. Đương nhiên, những cái này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng ăn mấy cái hành thái sủi cảo, buồn nôn muốn ói, sau đó phun ra ba cái thỏi vàng rồng đồng dạng sủi cảo, sủi cảo biến thành ba đứa hài tử. Về sau không biết vì cái gì, trong nhà rỉ nước liền đem thanh xà thanh niên cùng ba cái sủi cảo hài tự tách ra trong mộng đánh mất điện viên nàng quả thực muốn khóc mắt mù sau đó cũng bởi vì nhặt được gấu trúc lớn được mời làm động vật chăn nuôi viên lãnh đạo để nàng đi đút lão hổ nàng liền đi cho ăn lão hổ lão hổ há mồm ăn một miếng thịt về sau nàng liền nháy mắt tam hoa tụ đỉnh ngay tại chỗ phi thăng đúng vậy nàng tu luyện thành quan âm đại sĩ sau đó lại đột nhiên nước thấp núi vàng nàng liền hạ phàm tới cứu người trong thấy hứa tiên cùng bạch nương tử cùng cầm cái pháp trưởng pháp hải tại tràng diện này một đoàn rối bời thời điểm nàng liền phát hiện đây không phải nàng làm mất đầu kia thanh xà sao thương song linh bị làm tỉnh lại tỉnh lại còn muốn lấy nàng thanh xà cùng hài tử thấy gia trưởng cùng nàng nhớ tới trong mộng mình không phải ngay từ đầu muốn đi tán hoa sao làm sao rồi làm ác mộng sao nằm ở bên cạnh tề hành đưa nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng còn tại trong mộng Khương Song Linh lại cảm giác một cổ lạnh buốt gió mát từ đuôi xương cục thẳng nhảy lên mà lên, bị rắn ôm, thật làm ác mộng rồi, đã lấy lại tinh thần Khương Song Linh trong hồi ức vừa rồi làm xong giấc mộng kia, một tấm xinh đẹp khuôn mặt suýt nữa muốn vỡ ra, tề hành, ta làm cái so ác mộng càng đáng sợ mộng, mộng thấy ngươi biến thành một đầu thanh xà, tới tìm ta báo ân, tề hành, sau đó thì sao, sau đó chúng ta có ba cái sủi cảo hài tử, các ngươi bị nước trôi đi tề hành cũng vì nàng mộng mà hao tổn tâm trí ngươi liền bị làm tỉnh lại rồi khương song linh biểu lộ hết sức phức tạp phía sau kịch bản phát triển càng thêm ly kỳ chẳng qua ta không nói trước chúng ta ngủ tiếp đi ta muốn đem vừa rồi làm giấc mộng kia tục xong tề hành đi ngươi tiếp tục hắn cúi đầu tại khương song linh trên trán hôn dưới nhẹ giọng dụ dỗ nói ngủ đi khương song linh lại một lần nữa ngủ mất về sau liền không có trước đó vận khí không ngủ mơ đến bình minh sáng sớm về sau, nàng còn tìm nghĩ chính mình trước đó làm cái kia hiếm thấy mộng, mặc dù đại khái tình tiết nàng đã nhớ không rõ, nhưng là có chút hình tượng nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, thế là nàng không hiểu nâng bút, một mạch mà thành vẽ xuống một bộ tranh thủy mặt, họa bên trong, trái trên không là áo trắng quan âm, bên phải là phát hải, ở giữa là cố gắng bắt lấy đối phương tay lại muốn bị bắt tách ra hứa tiên cùng bạch nương tử, khương song linh, bức họa này. Bị nàng bí mật mệnh danh lạc thấy gia trưởng đồ vẽ xong về sau tiểu khương đồng chí thổn thức cảm thán thời gian trôi qua nói không chừng chờ mấy năm thật muốn gặp phải thấy gia trưởng tình huống đồng thời nàng vẫn là gia trưởng bên trong một cái nàng định đem bức họa này thật tốt cất kỹ ai ngờ cùng ngày nàng cùng một cái ương đẹp lão sư gặp mặt lão sư này xem như nàng trước đó bằng hữu hai người cùng một chỗ tại sơn mỹ làm lão sư về sau nàng đi vào ương đẹp chu lão sư nhìn thấy nàng cái này một bộ thấy gia trưởng đồ khích lệ rất nhiều ngươi tranh này chính là bạch xà truyện a khương song linh đúng vậy a nàng tổng không thể nói là thế gia trưởng đồ có ý tứ hình thần đều diệu ngươi là dự định tham gia triển lãm tranh sao không phải ta trường học về sau có cái trong trường triển có thể hay không để ngươi triển lãm tranh ra ta muốn để học sinh của ta nhìn xem ngươi tranh này khương song linh đối phương ngôn từ quá khẩn thiết khương song linh đáp ứng đem họa cho sau khi ra ngoài trong nội tâm nàng thả lỏng nhiều cuối cùng là trên đỉnh đầu không có cái gì thấy gia trưởng bóng tối cũng không nghĩ lại nhớ kỹ cái gì thanh xà lão công chu lão sư nếu là vẻ ở trường học tiếng vọng không sai ta liền đem tranh này quyên cho trường học các ngươi tiểu khương đồng chí nghĩ thầm mình cũng là một điểm cống hiến họa sự tình kết thúc về sau người một nhà tại thủ đô chơi hai ngày ăn mỹ thực đi dạo các loại cảnh điểm còn đi tứ hợp viện tản bộ một vòng khương song linh nhìn xem người ta tứ hợp viện nghĩ đến về sau mình lúc nào có cơ hội mua một bộ chờ a đệ tốt nghiệp khẳng định đến thủ đô mua mấy bộ phòng ở đồn đi đi du thành đi cho nhị ca gọi điện thoại bên kia nói mẹ ta đều đã đến muốn chuẩn bị ăn tết lại là một cái năm mới sang năm bọn nhỏ lại dài một tuổi đem mua nên gửi về đồ vật gửi về trước đó liền gọi điện thoại để hạ lão gia tử hỗ trợ thu bao bọc bọn hắn một nhà mua đồ xem như nhẹ nhõm trong đó còn mua mấy bộ quần áo mới không có mặt mang theo đi du thành, đợi đến xuôi nam đi du thành, bên kia đoán chừng đều không cần xuyên giày như vậy, lạnh nhất cũng có cái 7-8 độ C, lại phải từng cái từng cái cởi ra. Bởi vì thủ đô khoảng cách du thành cách xa nhau quá xa, người một nhà ngồi hàng không dân dụng máy bay đi qua, đây là Khương Song Linh đã sớm làm tốt kế hoạch, nếu là còn dựng xe lửa, bọn hắn đoán chừng phải trên đường nghỉ cơm. Người trong nhà Trừ Tề hành hai vợ chồng đều là lần đầu tiên dựng máy bay, từng cái đều rất mới mẻ. Khương Song Linh trước kia mặc dù ngồi qua rất nhiều lần máy bay, nhưng nàng còn là lần đầu tiên ngồi lên những năm 80 máy bay, người một nhà còn tại thủ đô sân bay đập không ít ảnh chụp, chờ mấy chục năm sau lại nhìn những hình này, cái này thật là đều là trân quý hình cũ, nhà ta bên trong album ảnh đều mấy bản. Làm sao từng cái, đều như thế yêu chụp hình chứ, Khương Song Linh đột nhiên liền có chút sầu, chờ cái mấy chục năm sau, người ta là khó được lật ra một tấm 23 năm về trước hình cũ mà nhà bọn hắn, có thế lật ra hàng trăm tấm hình cũ, chương 133, mập ra, Trình Minh Hy loay hoay trong tay màu đen máy ảnh, cúi đầu nghiên cứu một hồi lâu, đây là kiểu mới nhất, mẹ, ngươi xem một chút, đợi lát nữa cho ngươi đập mấy trương, nhà bọn hắn không thế nào yêu chụp ảnh, máy ảnh cũng là gần đây vừa mua hàng tươi đồ chơi, nghe nói đệ muội trong nhà đều đã mua mấy cái máy ảnh, người một nhà đập không ít ảnh chụp, Trình Minh Hy nghe, cũng nói mua cái mới máy ảnh vừa vặn lúc này cả nhà tập hợp một chỗ ăn tết phải đập không ít ảnh chụp lưu niệm trình minh hy đè xuống cửa chớp khóa bởi vì không có trang cuộn phim nàng chỉ cảm thấy ngón trỏ dưới đáy ấn phím chấn động một cái chớp mắt dường như cũng không có khác phản ứng dạng này liền xem như chụp ảnh sao mẹ ngươi xem qua tới trình minh hy cầm lấy máy ảnh đối triệu dĩnh hoa nàng xuyên thấu qua ống kính trông thấy trước mắt bà bà mặc một bộ thời thượng áo khoác nhỏ trên vai hất lên tóc quăng nguyên bản trợn nhìn không ít tóc tất cả đều nhụm thành đen nhánh nhan sắc trên mặt còn hóa đạm trang bôi miệng son cả người sau so mười mấy năm trước bụi bẩn bộ dáng còn muốn trẻ tuổi mấy tuổi ai tốt triệu dĩnh hoa mặc vào áo khoác hướng trình minh hy bên kia liếc qua lại cầm lấy tấm gương chiếu mắt về sau bước chân nhẹ nhàng đi tới cửa ta đi ra ngoài đi kia lâm lão thái thái nhà một chuyến nói liền kéo cửa ra đi ra ngoài mẹ ngươi về sớm một chút ăn cơm phía sau Trình Minh Hy nâng lên thanh âm, ngồi ở trên ghế salon tiếp tục loay hoay trong tay vật, lúc này Tề Duyên mặc quần áo xong từ gian phòng bên trong đi ra, đỉnh đầu mũ che kín trụi lũi đầu, đoan chính ngũ quan già dặn có làm, những năm qua này, đủ sư trưởng là càng phát ra uy nghiêm. Trình Minh Hy liền cười ngày khác kích tăng trưởng uy nghiêm cùng hắn cất bụng phát tướng đồng dạng càng lúc càng lớn, nàng để điện thoại di động xuống, đưa tay tại đối phương trên bụng dưa hấu đập hai dưới, nghe cái trầm đục, ngươi cái này, a. À, còn không có quen, tề duyên một mặt ghét bỏ đem nàng tay đẩy ra, loạn đập cái gì đâu. Nam nhân bụng có thế như thế loạn đập sao, Trình Minh Hy cười đá hắn một chút, lại nói ngươi có phải hay không nên hao gầy hao gầy rồi, ngươi xem một chút đều bao lớn rồi, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, liền ta cái tuổi này, ta coi như dáng người bảo trì tốt, tề duyên sách hạ dây lưng quần, hết sức hài lòng bản thân dáng người, đây không phải mùa đông nha, hàng năm mùa đông đều sẽ ăn béo cái tầm 10 cân, mùa hè sang năm tự nhiên hao gầy xuống dưới, Trình Minh Hy nắm một cái nho khô, một hạt một hạt ăn hết, chờ ngươi ngủ đệ đến, ngươi mới biết được cái gì gọi là tự ti, ngươi đây liền không hiểu đi, nam nhân mà, đây là tự nhiên quá trình, ngươi xem một chút cái kia, ta ngẫm lại, liền cái kia tiểu trần, trần đoàn trưởng, lúc còn trẻ, có phải là lại cao lại tuấn tới, ngươi cũng khoe là khó gặp tuấn tiểu tử, kết quả hiện tại thế nào, người quá ba mươi, tóc này cũng thưa thất đi nhìn kia cái tráng, cũng bóng lưỡng đi, người có phải là cũng so trước đó bành trướng một vòng, nam nhân trẻ tuổi dáng dấp lại tuấn, đến trung niên, còn không phải câu nói kia, chẳng khác gì so với người thường, liền một phổ thông trung niên nam nhân, cùng sát vách viễn viễn miệng bên trong làm cho thúc thúc đồng dạng, không có gì khác nhau lớn bao nhiêu, liền một phổ thông thúc thúc, Trình Minh Hy cười trừng hắn, đức hạnh, ta không tin, ngươi xem một chút mẹ ta như thế. Ngũ đệ khẳng định bảo trì thật tốt, đây là nghĩ bảo trì liền có thể bảo trì sao bọn hắn loại kia lúc tuổi còn trẻ huấn luyện hung ác dáng người là tốt cái này một khi lớn tuổi thể lực theo không kịp thể năng trầm tĩnh lại so với bình thường người còn dễ dàng mập ra tề duyên cười ha ha một tiếng vỗ đùi hưng phấn nói ta đã sớm chờ lấy tiểu ngũ mập ra ngày đó trình minh hy ngươi cái này xác định là anh ruột tề duyên đẩy hạ nhà mình nàng dâu khuỷu tay ngầm xoa xoa giật dây đến lúc đó ngươi có thể để tiểu khương đi vỗ vỗ lão ngủ bụng nhìn xem quen không có quen trình minh hy rùng mình ngươi đừng nói thực sự không tưởng tượng ra được cái kia hình tượng tề hành lúc còn trẻ lại cao lại tuấn lại lạnh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hắn nâng cao cái bụng phát tướng bộ dáng cũng là bởi vì không tưởng tượng ra được mới đáng để mong chờ a à. tề duyên mười phần cảm khái hắn ngược lại lại nói mẹ ta lại đi ra ngoài làm gì đi vừa đến ta cái này sao ta còn bận biệu? trình minh hy một lần nữa cầm lấy máy ảnh bận biệu cũng không bận bịu a à. một đống lớn nhiều năm không thấy người quen biết cũ đây không phải phải xếp hàng lần lượt nhìn một chút cũng thế dù sao chúng ta ở lại đây không ít năm không phải sao hôm nay đi lâm a di nhà nàng tề duyên cọ đi qua nhìn đồ trên tay của nàng thuận tiện cũng nắm nho khô mẹ ta thật đúng là không chê mệt mỏi hoảng không mệt không có chút nào mệt mỏi mẹ cao hứng đây trình minh hy liền gặp triệu dĩnh hoa mỗi ngày thấy lão bằng hữu cao hứng quên cả trời đất mẹ ta mấy năm này biến hóa rất lớn vừa thấy kém chút không nhận ra được cũng không phải ăn mặc càng ngày càng trẻ tuổi tầm 10 năm đều đi qua tiểu ngũ nhà bọn hắn mau tới đi vâng nghe nói vẫn là đi máy bay tới gia đình quân nhân đại viện lâm lão thái thái nhà tụ không ít người nghe nói lão triệu trở về rồi trở về nói lên nàng cũng là số khổ sinh năm con trai khi sinh ba cái hiện tại còn thừa lại hai cái may cũng đều là có tiền đồ không chịu nổi trời sinh là cái lao lực mệnh trước đó là năm nào tới nói là đi giúp tiểu nhi tử mang cháu trai vùng này liền không có trở về có phải là cùng trình gia cái kia chỗ không được cũng là thổn thức chuyện năm đó ai biết được nếu là tề gia vị kia người vẫn còn đây chính là đằng sau trình gia ngược lại là đi lên mấy năm này cùng với nàng tiểu nhi tử cùng một chỗ qua đủ tề hành đứa nhỏ này lúc trước nhưng quá ưu tú ai thấy không khen tiếng khỏe ta lúc đầu còn ao ước nàng có như thế cái tiểu nhi tử nghe nói là cưới cái trong thôn cô nương phụ mẫu đều mất nhà bọn hắn người cũng thật sự là kỳ quái giới thiệu cái đại viện cô nương còn không muốn cái cô nương này là cái phúc khí tốt trong đó có cái mặc áo xanh phục lão thái thái hà thục tình liền cười cho nên lão triệu đi liền không muốn trở về đến địa phương nhỏ ra tới con dâu tự nhiên dễ khi dễ còn có thế lưu tại cái này ha ha cũng thế chẳng qua bên kia còn có ba bốn đứa bé để nàng mang theo cũng vất vả a à. nói tới nói lui vẫn là hà tỷ ngươi tốt một trai một gái đều ở bên người người cũng hiếu thuận hà thuộc tình mặt mày hớn hở đuôi mắt nếp may lên một tầng lại một tầng nàng lúc trước cùng triệu dĩnh hoa quan hệ không mặn không nhạt nhưng là rất sớm trước kia hai nhà người làm hàng xóm nàng lúc ấy rất ao ước triệu dĩnh hoa sinh năm con trai trượng phu lên chức nhanh còn đối nàng tốt cũng không có cái gì khác nhỏ gái điếm ra tới pha trộn hôn nhân hiện tại ngược lại tốt triệu dĩnh hoa nửa đời trước trôi chảy tuổi già nước đắng bên trong ngâm năm con trai chết ba người đã trung niên đều là mất con thống khổ cũng không có so với nàng một trai một gái mạnh bao nhiêu cái này vận mệnh chính là đùa bẩn người đợi lát nữa nhìn thấy lão triệu nhiều an ủi nàng vài câu đi ai 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 nghe phía bên ngoài có động tĩnh có phải là triệu dĩnh hoa nàng người đến Triệu Dĩnh Hoa cùng bên cạnh một cái phụ nữ cười cười nói nói lấy đi đến, Lâm lão thái thái cùng bên cạnh mấy cái nhìn thấy nàng, tất cả đều kinh ngạc không thôi, trước mắt cái này tóc đen nhánh, tinh thần sáng láng nữ nhân, thế mà là các nàng trước đây quen biết lão Triệu, làm sao nhìn so tầm 10 năm trước vừa thời điểm ra đi còn muốn trẻ tuổi. Triệu Dĩnh Hoa nhìn xem một vòng lão bằng hữu vẫy gọi, "Lão tỷ muội nhóm, đã lâu không gặp a, à, mọi người nhiều năm như vậy qua thế nào?" "Ta, ta trôi qua tốt." lâm lão thái thái mở miệng hỏi người lúc ấy không phải nói chỉ đi hỗ trợ chăm sóc một chút mang thai tiểu nhi con dâu làm sao liền một đi không trở lại đến rồi hại triệu diễn hoa cười dưới vậy nhưng không đồng dạng ta về sau đi cung thiếu niên làm thư pháp lão sư đi có công việc không thể trở về đến ta thế nhưng là rất thích ta công việc bây giờ ngươi mặc đồ này thật là không tệ a à, trên thân y phục này đoan trang lại đẹp mắt ta làm sao không có ở trên thị trường gặp qua nhà chúng ta tiểu ngũ nàng dâu tự tay cho ta làm triệu dĩnh hoa kéo mình vạt áo nàng nhưng cao hứng cực nữ nhân a à, vô luận cái gì tuổi tác không có không thích quần áo xinh đẹp vợ ngươi còn có tay nghề này lâm lão thái thái kinh ngạc nói vậy cũng không nàng tay nghề tốt đây tiểu ngũ cô vợ hắn là mỹ thuật trường học lão sư trường học của bọn họ bên trong còn có cái gì trang phục in nhuộm thiết kế thời trang chuyên nghiệp có thật nhiều hàng tươi quần áo thiết kế nàng cũng cho ta làm mấy bộ, thật sao? Mấy cái lão thái thái kinh ngạc, vừa không phải còn nghe nói nàng tiểu nhi nàng dâu là cái nông thôn nông thôn cô nương, làm sao lúc này lại có thể tại đại học làm lão sư, từ triệu dĩnh hoa tiếng sau khi đến, hà thục tình nụ cười trên mặt liền nhạc. Trước đó không phải nghe nói nhà ngươi tiểu ngũ nàng dâu không phải tìm là cái nông thôn nông thôn cô nương, năm đó ngươi còn cùng người nói như vậy, làm sao hiện tại lại biến thành giáo sư đại học đâu, lại đổi cái, triệu dĩnh hoa trừng nàng, ngươi nói lung tung cái gì nhà ta tiểu ngũ nàng dâu bản thân liền là cái ưu tú cô nương gia đình yêu nước học giỏi còn thiện yêu phòng sách lão sư nàng họa thế nhưng là trải qua báo chí cầm qua thưởng nông thôn cô nương làm sao vậy ngươi cùng ta trước đó còn không đều là trong thôn cô nương bên cạnh một người xen vào đúng đấy lão hà ngươi cũng đừng nói lung tung lão triệu ngươi lần này trở về là dự định một mực lưu lại sao không ta tại sơn thành bên kia còn làm việc đâu lần này là đến cùng lão nhị nàng dâu ăn tết chúng ta người cả nhà phải thật tốt tụ họp một chút vậy ngươi tiểu nhi tử nhà đâu lần này cùng một chỗ tới tại sao không gọi ra tới nhìn một chút đâu hà thục tình kìm nén miệng che miệng lại sừng muốn toát ra đi ý cười nàng là biết triệu dĩnh hoa lẻ loi một mình đi vào du thành nào có cái gì những người khác cái bóng bởi vậy ranh mảnh nói đúng vậy a à, các ngươi tiểu ngủ người một nhà đâu người đều không được đầy đủ sao có thể xem như thật tốt tụ họp một chút đâu phía sau bọn họ tới chờ mấy ngày liền gặp được lần này là tới trước kim lăng cùng thủ đô đi về sau dựng máy bay tới còn túi như thế to con vòng tròn còn không phải sao cho nên ta không cùng bọn hắn cùng một chỗ sao thế còn muốn đi kim lăng a ta lớn cháu trai còn có tiểu ngũ nàng dâu nàng thân đệ đệ hiện tại học đại học đâu tiểu ngũ nàng dâu liền nói đi trước nhìn một chút nhi tử cùng đệ đệ lại đến hai cái địa phương chơi một vòng Đoàn tụ sau cùng một chỗ dựng máy bay trở về, ta bộ xương già này liền không đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ giày vò. Lâm lão thái thái cao mày cố gắng nghĩ lại năm đó chuyện xưa, người lớn cháu trai, càng càng đứa bé kia a. Đây chính là cái phấn điêu ngọc trắc cậu bé, bao lớn a? À? Còn chưa tới 20 a, à, làm sao liền lên đại học rồi? Ở đâu đọc sách a? À? 16, không nhỏ. Nhìn một chút, đứa nhỏ này lớn lên, nhất định phải nhìn một chút đợi máy bay dừng hẳn mở ra cửa khoang về sau, Khương Song Linh thật đúng là không kịp chờ đợi từ trên máy bay xuống tới, nàng đã cảm thấy đi máy bay cũng khó chịu, hận không thể lập tức thể nghiệm đến cước đạp thực địa, làm đến nơi đến chốn, cảm giác, nhất là trên máy bay chỗ ngồi, quá co quắp, còn không thể tùy ý đi lại, liền cái đến trạm xuống dưới nghỉ chân cơ hội cũng không có, quan trọng hơn chính là tạp âm thật lớn. Máy bay tiếng oanh minh cùng xe lửa bịch âm thanh, tiếng oanh minh dường như càng cho người ta một loại mất thông ảo giác, từ trên máy bay sau khi xuống tới, Khương Song Linh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, lỗ tai cuối cùng là thanh tịnh, từ thủ đô lập tức đi vào Du Thành, thân thể lúc này còn có chút không chịu đựng nổi, Du Thành nơi này có chút độ cao so với mặt biển, mùa đông không lạnh, cùng lá cây tàn lụi phương Bắc so sánh, nơi này xem như không nhìn thấy cái gì mùa đông cái bóng, cành lá rậm rạp, lá cây vẫn là xanh xanh lục sắc. Đi vài bước về sau, người một nhà đều đem giày áo khoác cho thoát nhị ca tề duyên thu xếp xe tới tiếp bọn hắn một nhà trực tiếp ngồi xe đi vào quân đội đại viện đây là một bộ hai tầng độc tòa tiểu lâu dưới lầu liền có thể trông thấy một hai tầng đều có một cái ban công phơi nắng lấy quần áo trình minh hy tại lầu hai nhìn thấy dưới lầu ngừng lại xe trên lầu hô đệ mùi a à, người đến người đến chờ xem như ngóng trong các ngươi đến đệ mùi ngươi thật là xinh đẹp a à. đã lâu không gặp chị em dâu hai gặp mặt vội vàng nhiệt tình chào hỏi, chị dâu, ở nhà một mình đâu, mẹ ta ra ngoài la cà, tề duyên còn chưa có trở lại đâu. Trình Minh Hy lúc này đưa ánh mắt chuyển hướng bên kia đứng tề hành, tề Việt, tề Huy, tề Hy, nàng vội vàng đem người cho gọi lại, các ngươi chờ ta một chút, ta đi vào cầm cái máy ảnh, chị dâu, chúng ta cái này có máy ảnh, không không, dùng ta. Khương Song Linh thấy Trình Minh Hy cầm máy ảnh trở về, chụp mấy bức ảnh chụp, Trình Minh Hy lại đem người cho gọi lại, nhà các ngươi họ tề đứng cùng đi chụp kiểu ảnh nhìn xem nhà các ngươi tề hành tề việc tề huy cái này ba đứng chung một chỗ đây cũng quá hùng vĩ ba người bộ dáng tương tự dáng dấp tuấn mỹ đồng dạng eo nhỏ chân dài mặc dù tề huy còn thiếu chút hỏa hầu nhưng ba người này đứng chung một chỗ thời điểm quả thực cho người ta cực lớn lực trùng kích tiểu khương đồng chí rất có thế cùng chị dâu cảm thấy như bản thân giống vậy tụ cùng một chỗ cùng nhị tẩu nghiên cứu làm sao chụp hình nàng cũng coi là có chút tâm đắc Huy Huy, đã đứng đi một điểm, bị cửu cửu nắm tay tề hi trong mà thèm bên kia chụp ảnh, yếu ớt đưa ra dị nghị, ma ma, hi hi cũng họ tề đâu. Trình Minh Hi cùng Khương Song Linh đều cười, khi hi hi ngươi cũng đã đứng đi, thế là hi hi chạy tới, trở thành ba cái đôi chân dài hạ duy nhất tên lùng, cái này nhỏ quả bí lùng mình đắc ý, còn không biết, toàn bộ nhờ nàng cái này tên lùng phụ trợ, Khương Song Linh nháy mắt, ta thế nào cảm giác bọn hắn nhìn cao hơn, đệ muội ngươi cái này không phải là ảo giác, ta cũng cảm thấy bọn hắn biến cao. Hi hi tên lùng thành công đem ba ba cùng các ca ca phụ trợ càng cao hơn lớn, bên này lầu dưới náo nhiệt cũng hấp dẫn sát vách ở gia đình kia, ngươi nhìn bên kia, là đủ sư trưởng đệ đệ người một nhà đến rồi, ai, cái này mấy hài tử dáng dấp thật tuấn A, à. lão tạ ngươi ngày mai đi qua nhìn một chút, hỏi một chút đứa bé kia có đối tượng không, Khương Song Linh bọn hắn một nhà đến về sau, nhận được tin tức cùng Tề Duyên cùng Triệu Dĩnh Hoa đều trở về người một nhà lại là tập hợp một chỗ đập chụp ảnh chung, lại là nháo loạn nói chuyện, Tề Duyên cùng Trình Minh Hy rất buồn bực, tiểu ngủ, các ngươi cái này một nhà thật là biết chụp ảnh A, à. vì cái gì tiểu ngủ ngươi đứng đẹp mắt như vậy, Trình Minh Hy che miệng cười, ngươi xem một chút ngủ đệ bụng, nhìn nhìn lại ngươi, Khương Song Linh nhìn chầm chầm nhị ca tiểu tướng quân bụng, bỗng dưng đem ánh mắt quan tại Tề Hành bên người, nàng nghiêm túc nhìn chầm chầm nhà mình nam nhân eo, một trận trầm tư. Tề hành cảm nhận được tầm mắt của nàng luôn cảm thấy nhà mình nàng dâu đang suy nghĩ một chút chuyện kỳ quái, thật vất vả đập xong ảnh chụp, sắc trời cũng nhanh muộn, người một nhà mỹ mãn vào nhà ăn cơm, tề duyên đem hi hi cái này tiểu chất nữ ôm vào trong ngực không nở buông tay, nhưng hiếm có bọn hắn tề gia cái này hai bối bên trong duy nhất nữ hoa, hi hi a, à, hi hi gọi bá bá, nhà ta hi hi dáng dấp thật đáng yêu, hi hi thật ngoan, khương song linh đi giúp lấy trình minh hi chuẩn bị cơm tối, khương triệt cùng tề việt tiến đến nhanh nhẹn thái thịt giết gà, Tề Việt trơn tru hỗ trợ đem gà vịt đều cho giết, Khương Triệt chỉ có thể tức giận đem con vịt cho khâu, "Khương Nhị A, à, đã sớm cảm thấy ngươi thích hợp làm bác bảo vịt." Tề Việt quể quải khiêu khích, "Kiểm nghiệm tay nghề của ngươi, khâu thế nào?" Khương Triệt cầm trong tay châm tại Tề Việt trước mặt lung lay, "Tề Nhị, có bản lĩnh ngươi lại dựa đi tới một điểm, trên tay của ta châm nhưng không mọc mắt, cẩn thận khâu trên người ngươi đi." Tề Việt cầm đao khiêu khích, "Ngươi quấn lại đến sao?" Khương Nhị ngươi có muốn thử một chút hay không? Khương Triệt cầm đinh ghim, khóe miệng nổi lên một vòng cười, thử xem liền thử xem. Khương Song Linh tay chống nạnh đứng ở bên cạnh, lạnh lạnh nói, hai người các ngươi muốn thử xem cái gì? Phòng bếp nhỏ như vậy, còn coi mình là 4 năm tuổi tiểu hài. Tề Việt, Khương Triệt, A Việt ngươi rửa rau đi, không phải đợi lát nữa liền để ngươi ăn phao câu gà. A Triệt ngươi tiếp tục đem con vịt khâu tốt, không phải liền để ngươi ăn vịt cái mông. Cả bàn phong phú thức ăn cho làm tốt, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa bữa cơm đoàn viên, tràn diện này thực sự là quá náo nhiệt, tề việt cùng tề hành hai huynh đệ uống nhiều rượu, tề việt cùng Khương Triệt cũng đi theo uống một chút, liền triệu dĩnh hoa, trình minh hy cùng Khương Song Linh, đều uống một chút, uống chén rượu, Khương Song Linh gương mặt nóng hầm hập, dù là ăn cơm xong còn cảm thấy trên mặt đỏ lên, trong đêm tắm rửa một cái ngồi tại bên giường, đồng dạng uống rượu tề hành ngồi vào bên người nàng. Tề hành tự hồ là uống say, Ông eo của nàng đem đầu đặt tại nhà mình nàng dâu trên bờ vai, Khương Song Linh cũng có chút chóng mặt, trì độn nghiêng đầu, nhìn thấy lông xù đầu cùng tấm kia quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, tề hành. Say sao, thật bị nhị ca quá chén sao, các ngươi thật là có thể uống, nàng hỏi vài câu, nam nhân cũng không trả lời, Khương Song Linh trì độn cái đầu nhỏ suy đoán hắn khẳng định là say, vừa bị nhị ca rót không ít rượu, tề hành tử lượng, qua nhiều năm như thế, kia là không có chút nào mang tăng trưởng đương nhiên khương song linh kỳ thật cũng không hiểu nhiều tề hành tửu lượng đến cùng là cái gì dường như hắn có thể uống không ít về phần say thành cái dạng gì trình độ gì mới có thể say toàn bộ nhờ huyền học đến định dù sao trong đó say rượu hàng mẫu quá ít tề hành rất uống ít rượu khương song linh hơi hít mắt lại uống rượu nàng đã rất buồn ngủ nhưng nàng lại cảm thấy khó được gặp phải tề hành say rượu thời điểm liền nghĩ lại trêu chọc hắn dù sao cái này cậu nam nhân say rượu thời điểm rất ngoan, nghe lời, mặt nàng loay hoay, mà lại có thế dễ dàng đánh ngã hắn. Khương song Linh mê mẩn bữa bữa đem người cho đẩy ngã xuống giường, dở trò, đem áo ngoài cho đào, nhớ tới ba ngày bên trong nhìn thấy bụng phát tướng, nhìn không được tại nam nhân trên bụng nhiều sờ mấy cái, nàng hoảng hốt phát hiện, tề hành vẫn là có cơ bụng, qua nhiều năm như thế, cũng không có gì khác biến hóa, sờ tới sờ lui nóng hầm hập, trơn bóng, còn không biết có thế lưu mấy năm. Tiểu Khương đồng chí trong giọng nói không khỏi mang theo vài phần thổn thức, liền sợ đợi thêm mấy năm tề hành dáng người cũng thay đổi thành nhị ca cùng khoảng, ngẫm lại còn rất vui vẻ ha ha, vừa lúc ăn cơm còn cùng nhị tẩu trò chuyện, nghe nhị tẩu loại kia làm thân mật người phàn nàn, ấm áp bên trong lại dẫn điểm thời gian trôi qua ngọt ngào, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, gối lên nàng trên đùi tề hành bỗng dưng mở to mắt, có thể hay không 30 năm sau lại nói lời này khi đó ta thật là liền già bảy tám mươi tuổi. Khương Song Linh vô ý thức trả lời, đợi nàng trả lời xong về sau, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, tề hành, ngươi tỉnh rượu a, à, bị ngươi làm cho tỉnh rượu. Tề hành cầm lấy đối phương một cái tay, hướng trên người mình mấu chốt địa phương đụng một cái, đã sớm cùng cái này đại huynh để rất quen tiểu Khương đồng chí cũng không có cái gì thần sắc kinh hoảng, tiểu tử, ngươi còn hỏa khí rất vượng nha, ngươi đến thêm dầu, thêm giấm có thế hỏa khí không vượng sao, Khương Song Linh, qua nhiều năm như thế, mồm mép của ngươi cũng mài ra tới, tề hành nằm ở nơi đó, mang theo men say con mắt mỉm cười nhìn xem nàng, đều là lãnh đạo giáo thật tốt, hắn trở mình, đem người đè ở phía dưới, Khương Song Linh ở trên lồng ngực của hắn đẩy dưới, cảnh cáo nói, tại nhị ca nhị tổ nhà, ngươi cũng chớ làm loạn, Khương muội ngươi giúp ta, giúp ngươi liền giúp ngươi, chờ lấy, ngươi có thể hay không giúp điểm chính xác địa phương tề hành đè lại đối phương tay, mang theo hướng phía dưới, Khương Song Linh cười tại trên mặt hắn hôn một cái, gấp gáp đi, không phải để ngươi chờ nha, chờ chút năm ngươi biến thành nhị ca như thế bụng, xúc cảm liền không giống, tề hành, sẽ không, Khương Song Linh trấn an hắn, kỳ thật ta cùng nhị tẩu đồng dạng, ta thật không ngại, người đều sẽ già đi không phải nha, coi như ngươi tóc trọc, người mập ra, ta đều sẽ thích ngươi, tề hành. Ngươi tay cũng không phải nói như vậy, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, chớ đợi không hoa không gãy nhánh. Ta đây không phải tại lúc có nhiều trân quý hạ thời gian tốt đẹp, tề hành mắt biến sắc sâu không ít, cuốn họng cũng tâm lợi hại. vậy ngươi để ta cũng trân quý một chút. khương song linh ôm lấy hắn, đột nhiên liền không biết từ nơi nào sinh ra một cổ tức giận, còn có một cổ không có tồn tại tâm hoảng. tề hành, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta lão, xấu rồi. tề hành cúi đầu tại môi nàng hôn dưới, ngươi sợ lấy lương tâm nói chuyện ta nơi nào ghét bỏ ngươi lão, xấu, ta còn sợ là ngươi chê ta lão, xấu, 20 tuổi thời điểm, liền la hét muốn nhìn ta trường bạch tóc, đầu trọc dáng vẻ, lúc này lại la hét muốn để ta mập ra trở nên béo, nam nhân phàn nàng để Khương Song Linh đáy lòng sinh ra một loại không cách nào miêu tả cảm giác, để nàng ý thức được mình không có phát hiện lo lắng, ta nhưng thật ra là sợ hãi mình so ngươi lão phải nhanh, tóc trước trắng rồi, trên mặt dài nếp nhăn, dáng người biến dạng. Ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? rõ ràng hết thảy già yếu sự tình còn chưa có bắt đầu phát sinh, nàng cũng đã có lo lắng như vậy, là một loại không biết sự vật sắp đến khủng hoảng, chương 134, lại dọn nhà, sẽ không, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam trầm ổn chắc chắn, thật sẽ không. Làm sao liền sẽ không? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Và đi thật đúng là một cái nặng nề chủ đề, coi như lại thế nào cự tuyệt, ngày đó vẫn sẽ tới, nghĩ tới đây thời điểm, Khương Song Linh con mắt đột nhiên chạy không, đột nhiên đắm chìm trong trong ý thức của mình, nàng là bị trời cao chiếu cố, trải qua hai lần tốt nhất tuổi tác, 18 đến 25 tuổi thời điểm, một người trẻ tuổi thể lực tinh lực đỉnh phong, nhưng mà từ khi tiến vào 25 tuổi về sau, đã có thế cảm thấy thân thể dần dần suy yếu, chậm rãi ý thức được mình tại theo thời gian già đi, đã từng sung mãn oánh nhuận làn da sẽ dần dần mất đi trẻ tuổi co giảng, mọc ra từng đầu trải qua năm tháng lắng động đường vân như là tơ lụa tóc đen mất đi sáng bóng, Khương muội là muốn cho ta sau ngươi trước già đi. Tề hành nhìn chăm chú con mắt của nàng, tay phải êm ái chảy quá đỉnh đầu nàng tóc dài, một cái tay khác nắm chặt cổ tay của nàng, cùng nàng tinh tế linh hoạt ngón tay mười ngón đang xen. Tề hành nhắm lại hai mắt, nếu như ngươi muốn dạng này, Khương song linh vội vàng đánh gãy hắn, thế thì cũng không phải. Nàng nhìn trước mắt nam nhân thành thục lại tuấn khuôn mặt đẹp, đưa tay phát họa hắn ngủ quan hình dáng, thở dài, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cố ý lãng phí thân thể của mình ta cũng chỉ là nói một chút thôi muốn cùng ngươi cùng một chỗ già đi tự nhiên già đi nếu như cái này già yếu quá trình có thế trở nên chậm điểm liền tốt tề hành ngươi cùng ta cùng một chỗ bảo dưỡng thân thể tề hành cười đáp ứng nàng được cơ bụng giúp khương mùi bảo lưu lấy tiểu khương đồng chí nhịn không được tại trên người của đối phương xoa bóp một cái Mặc dù thỉnh thoảng sẽ hết sức tò mò tề hành cùng hắn nhị ca đồng dạng mọc ra bụng phát tướng sẽ là cái dạng gì, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn cơ bụng. Tề Hành nghe xong nàng lời này, liền cảm thấy mình hiểu biết thê tử quả thật không giả, nàng liền thích đẹp mắt, thế là hỏi ra trước đó linh hồn vấn đề, ngươi thật thích xem đến một cái đầu trọc ta. Khương Song linh ngươi xem thường thế giới này ánh mắt dò xét hắn một chút, sau đó sờ sờ hắn lông đâm, đâm đâm tóc ngắn, trọc thì thế nào, không phải còn có thể mang tóc giả sao? thậm chí đợi đến mấy chục năm sau, còn có thế thực phát, dường như nam tính so nữ tính càng chấp nhất tại tóc của mình, dù sao hậu thế y đẹp hạng mục, rộng rãi nam những đồng bào, phổ biến lựa chọn cứu vớt tóc của mình, tề hành, ngươi muốn nhìn ta mang tóc giả, Khương Song Linh cười, chỉ là an ủi một chút ngươi, ngủ, mặc dù cùng ngươi chậm rãi già đi nghe rất lãng mạn, nhưng là tiểu Khương đồng chí càng muốn hơn cùng đủ đồng chí cùng một chỗ chống cự già yếu chúng ta là đối khán giả yếu cách mạng hữu nghị chiến đấu đồng bạn. Khương Song Linh nhắm mắt lại ngon lành là nghĩ đến, tốt nhất đến năm 60 tuổi, người ta còn cảm thấy tiểu Khương ta tuổi mới 18. Vâng, Khương muội mỗi năm 18, ngươi cũng phải tối nay biến thành lão già họng hẹn, ta chính vào tráng niên. Khương Song Linh, đủ đồng chí ngươi bản thân cảm giác thực tốt, thật là khéo, ta cũng thế, mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Ngày thứ hai Khương Song Linh lên thời điểm, còn có chút say rượu khó chịu, Mặc dù nàng cũng không uống bao nhiêu rượu, đi vào nhị ca nhị tẩu nhà, cũng không cần sáng sớm, dứt khoát ỉ lại ngủ trên giường hắn cái phơi nắng ba sào. Bọn nhỏ tất cả đứng lên, tề việc cùng Khương Triệt hai cái trẻ tuổi có nhiệt tình tiểu tử, mang theo hi hi huy huy cùng nhị ca nhà Tề Trình đi ra ngoài du ngoạn, du thành nơi này, thế nhưng là cái cảnh sắc duyên dáng nơi tốt. Tề Hành đem điểm tâm bắt đầu vào gian phòng bên trong, Khương Song linh lười ung thư quấy phá, nằm tùy ý đối phương ném uy, Tề Hành cầm bánh quẩy xé thành một khối nhỏ đút cho nàng một khối mình ăn một khối bên cạnh còn đặt vào bát sữa đậu nành trên tay ngươi có dầu cẩn thận một chút đừng đụng đến mặt ta nằm ăn uống tiểu khương đồng chí đặc biệt được đà lớn tới sữa đậu nành để ta uống một ngụm, hai vợ chồng chậm rãi ăn xong điểm tâm nhị ca trong nhà liền hai người bọn hắn nhị ca nhị tẩu bên này còn phải bận bịu công việc triệu dĩnh hoa đi ra ngoài tìm lão bằng hữu đi tản bộ tử bởi vậy chỉ còn lại hai người bọn họ nhỏ đồi phế đương nhiên khương song linh cảm thấy mình là thật đồi phế tề hành là bị mình mang đồi phế đồng thời cũng may mắn hi hi không tại hai người còn có thế hưởng thụ một chút thế giới hai người bốn năm tuổi tiểu bằng hữu cái gì khó khăn nhất quản lý huống chi nhà bọn hắn hi hi phá áo bông cũng không phải cái đèn đã cạn dầu không cần mang hài tử thật hạnh phúc tề hành chúng ta cũng đi ra ngoài ngao du đi chúng ta đi cổ thành ngao du thu thập sạch sẽ khương song linh cùng tề hành đi ra cửa du thành trước đây cổ thành đi dạo một vòng trên thực tế bọn hắn chỗ ở là thuộc về cổ thành bên trong mấy chục năm sau xem như cái lôi cuốn cảnh điểm làm sao hiện tại còn không thể đi ra ngoài du lịch bởi vậy người lưu lượng không coi là nhiều nhưng cũng có mấy cái nơi khác du khách khương song linh lôi kéo tề hành đi dạo một vòng về sau liền mang theo người đi đi dạo tiệm bán quần áo bọn hắn từ phía bắc mang tới quần áo không thích hợp ở chỗ này khí hậu xuyên tiến đến trong tiệm bán quần áo khương song linh đông chọn tay chọn mấy món để nhân viên cửa hàng cho đóng gói nàng cũng không có hỏi tề hành ý kiến kết hôn qua nhiều năm như thế nam nhân này từ trên xuống dưới quần áo tất cả đều là nàng một mình ôm lấy mọi việc đương nhiên thông thường trang phục hắn rất ít mặt tại quá khứ là cái phi thường tỉnh vải vóc nam nhân khương song linh ánh mắt luôn luôn rất tốt nàng còn cho bọn nhỏ chọn mấy món để tề hành mang theo bao lớn bao nhỏ trở về hai người lúc trở về mấy đứa bé nhóm cũng trở về, đợi lát nữa đi thử một chút quần áo, mẹ chọn quần áo không cần thử, khẳng định đẹp mắt, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, ăn cơm xong, Khương Song Linh hai vợ chồng mang theo hài tử cùng Triệu Dĩnh Hoa đi gặp không ít lão bằng hữu, đây là nhà ngươi tiểu ngủ cái kia, mấy hài tử kia, tề việc đều đã lớn như vậy rồi, đợi thêm mấy năm có thế kết hôn đều, ở vào tình thế như vậy, chính là ăn đồ vật mù tán gẫu. Rõ ràng mới 30 tuổi Khương Song Linh lại bị mấy người vây, công khai ngầm lấy nghe ngóng tề việc hôn sự, còn có đệ đệ của nàng hôn sự, Khương Song Linh dở khóc dở cười, nhà bọn hắn không đặt trước thông gia từ bé cũng không làm yêu sớm, bọn nhỏ tự do yêu đương, tại nhị ca nhà cái này qua tuổi phải náo nhiệt, qua Tết, toàn gia ngồi xe lửa trở lại Sơn Thành, trở lại ở tầm 10 năm nhà, tề hành là vừa trở về liền nghỉ ngơi kết thúc, đi sớm về trễ. Tề Việt cùng Khương Triệt thì phát sầu nhìn lịch ngày, mới trở về không bao lâu, bọn hắn lại phải chuẩn bị khai giảng. Khương Song Linh cho hai người thu thập không ít thứ, tiễn hắn hai bao lớn bao nhỏ lên xe lửa, Tề Huy cùng Tề hi hai cái không may hài tử ôm lấy ca ca cùng cửu cửu đùi, hết sức không nở, ta muốn cùng ca ca cùng đi. Ô oa oa, không nở cửu cửu, Khương Song Linh tay trái tay phải cắt lôi kéo một hài tử, không nở cửu cửu ca ca phải cố gắng đọc sách, về sau lên đại học đi tìm ca ca cửu cửu, hi hi, gặp lại, mẹ. Các ngươi sang năm còn tới trường học sao? Nào có loại chuyện tốt này. Đưa tiễn hai người, lúc về đến nhà, trong nhà lại quản cô ẻ không ít, hai hài tử khai giảng, Khương Song Linh nghiên cứu sinh học tập cũng chính là bắt đầu, lúc trước nàng tại Sơn Mỹ phân bộ căn phòng, nhà lầu, người một nhà một số thời khắc cũng ở tại kia tòa nhà hai phòng một phòng khách một vệ bên trong. Đương nhiên, phòng này quá nhỏ, người trong nhà nhiều lắm, ở không hạ, cũng chính là hai vợ chồng ngầm xoa xoa tiểu ái tổ phòng ở thích hợp tân hôn vợ chồng hai cái ở, hài tử càng nhiều, ở không hạ, nhà này gia chút lâu, đều là dạng này quy cách căn phòng, hiện tại kế hoạch hóa gia đình, một nhà ba người cũng là phù hợp, nhưng là ai có thể cự tuyệt căn phòng lớn đâu, Khương Song Linh cũng tại trù tính lấy mua phòng ốc, chờ sau này thương phẩm phòng khai phát, tại không hạn mua thời điểm, nhiều mua mấy bộ đồn, nếu như muốn mua phòng, cũng phải trước kiếm nhiều tiền một chút nàng cùng trong trường học mấy cái học thiết kế bằng hữu hùng vốn mở nhà tiệm bán quần áo, hợp tác nhà máy trang phục, sáng tạo một cái trang phục nhãn hiệu, tại cái này những năm 80 làm trang phục sinh ý, cũng coi là một ngày thu đấu vàng. Về phần cao điệu vạn nguyên hộ cái gì, đương nhiên là lựa chọn khiêm tốn phát tài. Thời gian thấm thoát, đến năm 1986, đủ sư trưởng bởi vì điều động công việc, người một nhà liền muốn rời khỏi Sơn Thành Tiến về thủ đô, muốn rời đi ở mười mấy năm địa phương. Khương Song Linh nhìn xem kia tòa nhà viện tử, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, lại muốn dọn nhà. Khương Song Linh điều động công việc đến ương đẹp, vừa vặn ương đẹp cũng có một chút lão bằng hữu tại, đối nàng hoan nghênh đến cực điểm, lúc trước bức kia bạch xà truyện, còn đặt ở triển lãm trưng bày trong quán, cũng đừng sách bức kia bạch xà truyện. Khương Song Linh này tấm bạch xà truyện thật là có một chút danh khí, về sau có cái đạo diễn quay chụp bạch xà truyện, còn tìm Khương Song Linh tham dự mỹ thuật thiết kế tốt đẹp thuộc đặc hiệu phương diện công việc đạo diễn bái phỏng nhà các nàng, ngẫu nhiên nhìn thấy Tề Huy, mời hắn đến vai diễn Bạch Xà cùng hứa tiên chi tử. Tề Huy tại nghệ thuật biểu diễn đoàn bên trong, có cơ hội diễn không ít phim truyền hình, bởi vì cái này niên đại diễn viên ít, những năm 80 tứ đại có tên kế hoạch quay thời điểm, hắn trà trộn vào Tây Du ký đoàn làm phim, cũng không phải diễn hầu tử cái gì, mà là diễn Na Tra, về sau một bản phong thần bản bên trong, lại đi diễn quá một lần Na Tra. Khương Song Linh vì thế còn cố ý lật ra Tề Huy khi còn bé quan cái mông Na Tra ảnh chụp. Ngươi khi còn bé liền cùng Na Tra rất hữu duyên. Nhìn xem cái này cái yếm nhỏ, mụ mụ khéo tay a. À. Ngươi nhìn ngươi nhìn, còn có hỗn thiên lăng, chảy nước bọt tiểu Na Tra. Khương Song Linh cảm thấy mình lúc ấy thật đúng là có dự kiến trước. Thiếu niên Tề Huy nhìn xem nhà mình ma ma lấy ra hắc lịch sử đồ sách, anh tuấn mặt đi theo đen. Mẹ, ngươi xác định họa chính là ta? Đúng vậy a. À ngươi sửa cha ngươi đại ca ngươi ngươi cậu đều có thể làm chứng, tin tưởng mụ mụ họa nghệ, na tra không tốt sao. Ngươi khi còn bé mặc đồ đỏ cái yếm dáng vẻ siêu đáng yêu, hai vợ chồng công việc cùng một chỗ điều động đến thủ đô, đọc tiểu học tề hy cùng một chỗ dời quá khứ, vừa lúc tại một năm này, tề huy thi đậu quân nghệ, biểu diễn chuyên nghiệp, vừa khai giảng thời điểm, hắn vóc người này dung mạo, tại tuấn nam mỹ nữ đông đảo nghệ thuật viện trong trường, gây nên cực lớn oanh động không chút huyền niệm lên làm một lần kia giáo thảo khương triệt cùng tề việt đã bản khoa tốt nghiệp khương triệt tiếp tục lưu lại thủ đô ra sức học hành nghiên cứu sinh tề việt thì phân phối đến một chi hải quân bộ đội mặc vào một thân tuyết trắng quân trang còn cho chụp hình trở về người dường như tạm thời còn không có cho rám đen cái này một thân trắng soái đến không có bằng hữu đương nhiên liền sợ hắn sống tại bờ biển tìm không thấy bạn gái khương triệt mặc vào áo khoác trắng dung mạo đồng dạng không tầm thường, trong nhà nhiều cái này hai đại bạch, Khương Song Linh ngược lại là biến thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, tề việc cùng Khương Triệt cái này hai mình tạm thời không đề cập tới. Nhưng là thật nhiều người nói nhăn nói cuội nghĩ hết các loại biện pháp ở trước mặt nàng biểu hiện ra trẻ tuổi tiểu cô nương ảnh chụp, có muốn làm con dâu nàng phụ, có muốn làm nàng đệ muội chương 135, tứ hợp viện, đến thủ đô để nhất kiện đại sự, chính là dùng trong nhà tích xúc mua một bộ tứ hợp viện, mặc dù trải qua thời gian ăn mòn bộ này tiểu viện tử đã có chút thất bại nhưng là khương song linh vẫn rất hài lòng nó vị trí địa lý cùng lớn nhỏ mười mấy căn phòng viện tử rất lớn cổ kính viện tử bố trí mười phần hợp lý đương nhiên những cái này đều không phải trọng điểm trọng điểm là khương song linh vẫn trong sân sáng lập một khối thức nhắm cùng một cái vườn hoa viện tử trên tường rào mọc ra màu xanh dây leo phòng mua về sau trước tìm người một lần nữa tu tập một lần sau đó chọn cái nhật lệ phong hòa thời gian, cả nhà chuyển đi vào, sát vách hàng xóm biết được viện này bị nàng mua về sau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì ở thời điểm này rất nhiều người xem ra, ở nhà lầu cao cấp hơn, dù là phòng ở nhỏ chút, nhưng là ở tại nhà cao tầng bên trong càng thêm phong cách tây thời thượng, nhưng ta chính là không thể rời đi ta vườn rau cùng vườn hoa. Những năm gần đây, vô luận dọn nhà đem đến nơi nào, Khương Song Linh đều nghĩ trong nhà trồng ít đồ cái này đã trở thành quen thuộc, không trồng đồ ăn, khó chịu, cứ việc lúc này rau quả thị trường đã rất thành thục, nàng vẫn là muốn loại vài thứ, sáng lập vườn rau cùng vườn hoa, trồng phổ thông trái cây cùng hoa tươi, đã từng nuôi qua gà vịt ngỗng cùng con thỏ lại là không có nuôi, mà là nuôi chỉ tiểu nải miêu, là vừa dọn tới thời điểm, lân cận hàng xóm tặng, phổ thông điền viên mèo, con mắt tròn vo, phi thường đáng yêu, tiếng kêu vừa mềm lại êm tai tề hy bạn học nhỏ phụ trách mỗi ngày cho mèo ăn thường ngày còn cho tiểu nải miêu lấy tên gọi đông đông ma ma đông đông đến ca ca có phi phi ta có đông 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 cùng với nàng hi hi góc hợp lại cùng nhau chính là cái gọi là đồ vật tổ hợp tề hy miệng thảo luận phải phi phi thì là năm đó tề huy ở trên núi nhặt được một con gấu trúc lớn về sau tại sơn thành vườn bách thú có được mình chính thức biên chế đồng thời đã có con của mình nhà bọn hắn rời đi sơn thành trước đó còn cố ý đi trong vườn thú nhìn Phi Phi, mèo, mới tới đông đông tiểu nải miêu miệng bên trong meo 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 kêu, linh hoạt nhỏ thân thể đi theo tề hy chân bên cạnh vòng quanh, hàng xóm đưa bọn hắn nhà cái này tiểu nải miêu, là cho nhà bọn hắn bắt chuột dùng, cùng nhà lầu so sánh, chỉ có một tầng phòng ở lại càng dễ náo chuột cùng con kiến, có điều, từ sơn thành tới bọn hắn, phát hiện phía bắt chuột lại nhỏ lại dễ khi dễ, không có chút nào ngông cuồng, nhưng mà bên này chuột tuy nhỏ, hành lại rất cao vừa tới thời điểm, người một nhà còn có chút ẩm thực không quen, bên này từng nhà phổ biến thích ăn bánh bao, ăn bánh bao ngược lại là bớt việc nhiều, đi ra ngoài mua bánh bao, mỗi một bữa cơm chỉ cần đốt cái đồ ăn chính là, rất là giản tiện. Tề hy nhỏ đồng chí la hét muốn nhập gia tùy tục, đề nghị ma ma nhà bọn hắn cũng mỗi ngày ăn bánh bao, Khương Song Linh liền dung túng lấy nàng, để nàng mỗi ngày đi ra cửa mua bánh bao, bán bánh bao có mấy nhà, tề hy tại các nhà chân chạy đều mua mấy lần về sau, tiểu cô nương này cuối cùng đem bánh bao cho chán ăn. Ma ma, nhà chúng ta vẫn là ăn gạo cơm đi, trên thế giới này, chỉ có cơm không thể phụ lòng. Tề hy che chính mình mặt, phiền muộn, bánh bao thật là khó nhai. Khương song linh cười nhìn nàng, treo gẹo nói, ngươi là sinh ra ở tốt quan cảnh thời điểm, không có ăn vào cha ngươi năm đó làm bánh bao, cứng rắn cùng cục gạch. Có thể làm vũ khí nện người, thật không ăn bánh bao rồi, không ăn không ăn, ma ma chúng ta ăn gạo cơm muốn ăn ma ma làm đồ ăn trường học đồ ăn không thêm cây không quen mới tới thủ đô trên sinh hoạt có thật nhiều không quen địa phương lần sau về sơn thành nhớ kỹ mua quả ớt còn có cd tương đến giúp ma ma trồng rau mẹ nãy nãy lúc nào trở về nãy nãy hôm nay không trở lại triệu Dĩnh hoa cùng đi theo thủ đô tham gia một cái lão niên nghệ thuật văn hóa đoàn chuyên môn ở bên trong luyện thư pháp hoặc là đánh cờ lúc này còn không thể nhảy quảng trường múa ngược lại là thường xuyên tổ chức ra ngoài đánh bóng bàn. Triệu Dĩnh Hoa liền tham gia bóng bàn đội ngũ, người ta hôm nay còn có lão niên bóng bàn tranh tài. Khương Song Linh đem vườn rau giao cho nữ nhi, mình đi trong nhà phòng bếp nhỏ, phát hiện cháu đã nấu tốt, múc một bát cháu ra tới, bưng đi gian phòng. Tề hành lúc này chính ngồi ở trên giường đọc sách, trên mặt của hắn mang theo một chút tái nhật tiều tụy, chút thời gian trước sinh một trận bệnh, vừa xuất viện không bao lâu, bác sĩ căng dặn nói phải thật tốt tỉnh dưỡng, nhất là muốn dưỡng tốt mình dạ dày. Lúc còn trẻ thân thể cốt cách lưu lại không ít tổn thương bệnh, 20 tuổi thời điểm còn không rõ ràng, đến lúc này, đã trên thân thể phản ứng ra tới, bả vai, eo cùng trên đầu gối đều có ám thương, đều là đi qua sinh lạnh không kỵ, ăn ra tới bệnh bao tử. Khương song linh đoạt lấy sách trong tay của hắn, cầm cái gối đầu để hắn dựa vào, mình ngồi ở bên giường, bưng chén cháo, từng muỗng từng muỗng đút cho hắn ăn, ta có thể tự mình ăn sao? tề hành ăn vài miếng, chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng không phải đi đứng không tiện, không cần dùng người cho ăn cơm, không thể. Khương song linh cúi đầu tại cái thìa bên trên thổi ngụm khí, đút tới nam nhân bên miệng, nếu để cho đối phương mình ăn, còn không phải một hơi buồn bực, cái này cần cho ăn tới khi nào, ngươi đây là muốn nuôi bệnh bao tử, liền phải nhai kỹ nuốt chậm, dụng tâm ăn cơm, tề hành cao mày thành thành thật thật ăn từng miếng cháo, tốc độ này với hắn mà nói, quả thực giống như là có người cầm cái móc tai mui cho hắn cho ăn, hoàn toàn không được việc. Hắn tay đi sờ trước đó nhìn quyển sách kia, nhưng mà bàn tay đến một nửa, lại bị Khương Song Linh tay cho đánh trở về. Lúc ăn cơm, nghiêm túc điểm, đừng phân tâm, tề hành nhắm lại hai mắt, bất đắc dĩ nói, được, đều nghe lãnh đạo, lãnh đạo có thế hơi cho ăn nhanh lên sao? Khương Song Linh nhìn xem hắn này tấm bất đắc dĩ bộ dáng buồn cười, tranh mảnh nói, ta cũng muốn cho ăn nhanh lên, nhưng ai để ngươi như thế mảnh mai, tề hành con mắt trợn to. Ta mảnh mai, dưỡng bệnh khoảng thời gian này, để gần đồng chí thành công nhận biết một cái mảnh mai trượng phu. Kết hôn mười mấy năm qua, tề hành rất ít sinh bệnh, lần này khí thế hung hăng ốm đau, ngược lại để Khương Song Linh kiến thức đến hắn mặt khác, vô luận người nào, nằm tại trên giường bệnh, đều rất mảnh mai, ta khỏi bệnh, bác sĩ nói còn muốn tu dưỡng. Khương Song Linh là cái không thế nào xứng chức cho ăn cơm người, Đúc đúc, mình cũng ăn vài miếng, một bát cháo rất nhanh liền ăn xong, nàng đứng dậy lại dự định đi lại trang một bát cháo, trên giường tề hành gọi lại nàng, nhắc nhở, ngươi liền không thể. Trực tiếp đem nồi bưng tới sau, một hai bát cháo rõ ràng liền không đủ ăn à, Khương Song Linh, và cơm đến nhất định tuổi tác, mặc dù sức ăn so với tuổi trẻ lúc ấy hạ xuống không ít, nhưng là đối với người thường mà nói, vẫn là thùng cơm lượng cơm ăn, ngươi như thế nhắc nhở ta ta nên mua cái bát nước lớn trở về, ngươi mua cái mặt bát, đi. Không thể không sách, bên này mặt bát, thật đúng là thật lớn, bên này tiệm mì, lão bản phi thường thành thật, một bát tô lớn trước mặt, Khương Song Linh căn bản ăn không hết, có đôi khi nàng cùng nữ nhi ở nhà, mẹ con hai người cùng một chỗ, mới ăn đến xong một bát phổ thông mặt, đương nhiên, nếu là có thêm một cái tề hành ở nhà, hai bát mì đều không được việc, đem cháo cho ăn xong. Khương Song Linh lưu ý đến tề hành tóc, Sinh bệnh khoảng thời gian này đến nay, tóc của đối phương dài không ít, chờ kết thúc dưỡng bệnh, tóc này nhất định phải cắt một cắt, nàng còn rất ít gặp đến dài như vậy tóc tề hành, nhịn không được tại đầu hắn bên trên vò mấy cái. Tề hành, ngươi tóc còn rất mềm, cùng đông đông lông tóc đồng dạng. Ác ý khò khè mấy cái về sau, để lại cho đối phương một cái rối bời tổ chim đầu, cho dù là đỉnh lấy tổ chim đầu, nam nhân này cũng anh tuấn phải có thể, thời gian phá lệ ưu đại hắn chính là sinh bệnh khoảng thời gian này người gầy không ít khó tránh khỏi mang theo một chút tiều tụy trên phần bụng cơ bắp hình dáng không có trước đó như thế rõ ràng tề nhị ra một mực chờ lấy tề hành mập ra làm sao là bụng của mình càng lúc càng lớn tề hành ngược lại là gầy chút đoạn thời gian trước đến thủ đô thăm viếng ao ước đố kỵ tâm tình lộ rõ trên mặt thậm chí còn muốn trộm sờ cho đệ muội khương song linh đưa lên cây kéo nhỏ để nàng cho đệ đệ cạo cái đầu trọc cái thằng này tóc để mọi người đến cùng cho hắn ăn cái gì. Tề duyên liền rất ao ước đối phương còn không có hói đầu đầu. Mặc dù trong lòng có mấy phần ao ước, nhưng là tề duyên còn ôm lấy không ít xem kịch vui tâm tính. Hắn 20 tuổi chấm dứt cạo cái đầu trọc, lúc ấy rất là ưu sầu. Nhưng mà cùng tuổi nam nhân từng ngày già đi về sau, hắn phát hiện mình có cái ưu thế. Nam nhân khác đứng trước ngày càng hói đầu phiền não, mà hắn hoàn toàn không có phiền não như vậy. Đang nhìn người khác vì đầu trọc phát sầu thời điểm làm người từng trải tề nhị ca cảm giác ưu việt lên cao. Có điều, đệ đệ ngươi làm sao còn chưa bắt đầu trọc? Ngươi đừng loạn làm. Tề Hành bắt lấy nàng tay, ngăn chặn nàng lột tóc hành vi. Không có loạn làm a? À, ta giúp Đông Đông chải lông thời điểm, nó rõ ràng rất dễ chịu đâu. Tề Hành ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa? Không muốn. Cự tuyệt thật dứt khoát. Ta vừa vặn giống nhìn thấy một cây tóc trắng, ta tới giúp ngươi nhổ. Khương Song Linh tiến tới tại hắn kia bị vò rối bời tổ chim trước tìm được một cây mái tóc màu xám tro không quá rõ ràng giấu ở góc nhỏ bên trong nàng tìm hơn nửa ngày mới tìm được ngươi xem một chút thật sự có một cây tóc trắng khương song linh đem cây kia tóc trắng mở ra ở lòng bàn tay cho nam nhân ở trước mắt nhìn ngươi cái thứ nhất tóc trắng nhất định phải lưu làm kỹ nàng lời còn chưa nói hết tề hành lại là thổi một ngụm, lòng bàn tay tóc lập tức không biết bay đi đâu khương song linh ngươi làm sao dạng này a à? Khương song linh lo lắng tại trên giường lật tới tìm đi nhưng nơi nào còn tìm đạt được cây kia đầu tóc ngắn thân ảnh thật vất vả từ đối phương trên đầu phát hiện tiểu bạch lông cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa thật vất vả phát hiện tóc trắng cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa cái thứ nhất a à, cái thứ nhất tề hành thấy thế cười dưới thầm nghĩ đã không phải là cái thứ nhất để cho ta tới giúp ngươi tìm xem ngươi có hay không tóc trắng không cần không cần không cần Khương Song Linh vội vàng bảo vệ được bên ta tóc, có ta sớm biết, mặc dù rất cự tuyệt tóc của mình biến trắng, nhưng là trẻ tuổi lúc ấy, Khương Song Linh còn thật thích loại kia cùng loại tóc trắng ma nữ tạo hình, cảm giác rất đẹp trai rất thời thượng, một đầu tuyết trắng tơ bạc choàng tại đầu vai, cũng rất xinh đẹp, nghĩ tới đây, nàng nhịn không được lẩm bẩm nói, chờ ta tóc muốn thật sự là biến trắng, ta thẳng thắn đi nhiễm một đầu thời thượng nải nải cho, tề hành, nải nải, cho ngươi muốn làm nải nải, chương 136, củ gừng, ngươi muốn làm nải nải, khi ngươi cái đại đầu quỷ, Khương Song Linh suýt nữa bị nước miếng của mình cho sạch đến, nàng chỉ là đột nhiên nghĩ nhiễm một đầu nải nải cho nhan sắc tóc, mới không phải là muốn đem mình chân chính biến thành một cái nải nải, cho dù là ở chung hơn 10 năm, xem ra cùng trượng phu ở giữa vẫn là tồn tại không thể xóa nhòa khoảng cách thế hệ, ngươi A, à, lỗ tai nghe lầm. Ta nói là muốn nhuộm thành nải nải cho, cũng là giống phổ thông lão nải nải nhan sắc tóc, là lấy mái tóc nhuộm thành như thế, mới không phải ta muốn làm nải nải. Lại nói, chúng ta đại nhi tử, liền pháp định tuổi kết hôn cũng chưa tới đâu. Hiện tại pháp định tuổi kết hôn, năm 22, nữ 20, tề việc mặc dù có 20, lúc này còn chưa tới 22, kết hôn tư cách đều không có, làm cái gì nải nải, đủ đồng chí, sẽ không phải là chính ngươi muốn làm gia gia đi. Tề hành buông thỏng con ngươi, cười lắc đầu, Ta cũng không nghĩ, hắn sờ mũi một cái, tay phải cầm lấy khương song linh một chòm tóc, ôm nhu nói, kia là ta hiểu lầm, song linh ngươi có thể hiện tại đi nhiễm một đầu. Ngươi nói. Nãy nãy cho, sau khi nói đến đây, tề hành thần sắc có chút sợ rung, phản phất là thật muốn đến trước mắt nữ nhân mái đầu bạc trắng bộ dáng, không. Bỗng song linh đoạt lấy tóc của mình, coi như ngươi đi nhiễm một đầu da da cho, ta cũng sẽ không đi nhiễm cái gì nãy nãy cho vẫn là tóc đen đẹp mắt nhất, ta phải ăn nhiều điểm đen hạt vừng hai 20 tuổi người trẻ tuổi đi nhiễm một đầu nải nải cho, gọi là làm thời thượng đặc sắc, mà 40-50 tuổi trung niên nhân đi nhiễm một đầu nải nải cho, vậy liền gọi là nhiễm cũng là bạch nhiễm, người ta căn bản liền sẽ không coi ngươi là nhùm, mà cho là ngươi. Già dạ yếu quá độ, ta rõ ràng mới ba mươi mấy tuổi, nơi đó liền đến muốn làm nải nải niên kỹ. Ta còn tại tráng niên. Tráng niên, đây chính là tảo hôn khổ cực chỗ, rõ ràng mình dường như còn không thay đổi gì lão, hài tử lại đi theo tiếng vào sắp kết hôn niên kỷ, nếu là đặt ở mấy chục năm sau, 30 tuổi mới kết hôn đều chỗ nào cũng có, mà bọn hắn lại muốn cân nhắc hài tử hôn nhân rồi, thậm chí là đáng sợ đám tiểu tể tử, nuôi hài tử rất mệt mỏi. Nhất là các ngươi tề gia tổ truyền thùng cơm, Khương Song Linh ở trong lòng nhã rảnh, nàng xem như nuôi bốn cái bé con, nói song mang cũng không tốt mang, bọn nhỏ có đôi khi nghịch ngợm là nghịch ngợm một chút, sẽ còn làm cho đại nhân dở khóc dở cười, nhưng cũng xác thực mang đến không ít sung sướng. Đem hài tử dưỡng đến đi học đại học về sau, khi mới gọi là chăn heo xuất trùng vui vẻ, nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ ngơi một chút đi, đem hi hi nuôi lớn về sau, hai chúng ta thật tốt quá một đoạn thế giới hai người. Khương Song Linh cũng không muốn sớm tiến vào nuôi tôn tử tôn nữ kiếp sống, được, Khương Song Linh thuận thế đổ vào tề hành trong ngực, ôm lấy cái cầm của hắn hôn một cái, nói đến, ngươi ngược lại là nhàn nhã vô cùng, bọn nhỏ ở trước mặt ngươi cũng không dám làm sao náo, đều là chút ăn mềm sợ cứng rắn da hỏa, nghĩ tới đi qua nuôi bé con cố sự, Khương Song Linh không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tự hồ là đều biết trong nhà vẫn là ma ma mềm lòng dễ nói chuyện, mấy cái này lanh lợi tà tâm lá gan liền thích náo nàng, người hiền bị bé con lớn, tề hành nhíu mày, ngươi vừa không phải còn nói ta mảnh mai sao, Khương Song Linh ngươi cái đòn khiên tinh, chẳng qua ngay tại trên giường bệnh nằm mấy ngày, lại còn coi mình thở bên trên, cốt tốt cốt, ngươi mảnh mai, về sau liền đợi đến chúng ta tôn tử tôn nữ đến giày vò mảnh mai ngươi, mảnh mai gia gia, mảnh mai ông ngoại, nói nói, Khương Song Linh đều cảm thấy mình suýt nữa không biết mảnh mai cái từ này, ngươi chờ bị hài tử khi dễ đi, Tốt, ta chờ, ta như thế mảnh mai, Khương muội phải che chở điểm ta, y. Không nói cho ngươi, chờ ngươi về sau thật bị mấy cái béo con non bao vây, Khương Song Linh ngừng tạm, nhớ tới cái nào đó nam nhân công tích vĩ đại, thổn thức, ta vẫn là vì béo đám nhóc con lo lắng đi. Mang binh vô số tề mổ người mới thật sự là trấn áp hùng hài tử đại ma vương, nuôi hơn nửa tháng, tề hành bệnh đã dưỡng tốt, cái này nam nhân dường như tổng còn nhớ rõ bị Khương Song Linh nói đến câu kia mảnh mai, đồng thời đối với cái này canh cánh trong lòng, để chứng minh mình không mảnh mai, mang theo gần đồng chí một hơi bên trên lầu năm trong đêm càng là không tha người sinh long hoạt hổ cùng uống thuốc giống như giày vò người khương song linh đành phải nhận thua cốt 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 ta cũng không tiếp tục nói ngươi mảnh mai sai ta sai sai vẫn không được sao tề hành lúc này sẽ chỉ cặp mắt đào hoa bên trong miễn cười nhìn nàng biết sai liền tốt cái này sự tình khương song linh vốn cho là đến vậy liền coi là ai biết cái này tiêu chuẩn kép nam nhân ngược lại là bắt đầu tự xưng mảnh mai nhờ vào đó vì chính mình mưu phúc lợi muốn bị cho ăn bị tri kỷ ôn nhu chiếu cố, không thể nói chuyện với ta nhẹ nhàng một chút sao. Trước đó còn nói ta mảnh mai, quy ta, seringer mảnh mai, Khương Song Linh chỉ muốn nện hắn đầu chó, khi hi bạn học nhỏ ôm lấy meo meo kêu đông đông, chỉ cảm thấy mình mới là trong nhà dư thừa người kia. Khương Song Linh tại thủ đô cử hành một trận người Mỹ thuật triển lãm tranh, triển lãm tranh phi thường thành công, cuối cùng đấu giá không ít tác phẩm, đồng thời rất nhiều lão bằng hữu đến cổ động có không ít đã từng học sinh của nàng, cả đám đều kêu nàng, Khương Lão Sư, Tiểu Khương Lão Sư, được nghe lại Tiểu Khương Lão Sư xưng hô thế này thời điểm, Khương Song Linh có chút giật mình, hiện tại đại đa số người đều gọi nàng Khương Lão Sư, rất ít lại có người hướng mặt trước thêm cái chữ nhỏ, dạy học kiếp sống hơn 10 năm, nàng cũng không tiếp tục là đã từng Tiểu Khương Lão Sư, là đống củ gừng, mặc dù nàng mới chừng 30 tuổi. Dạy qua học sinh liền cùng khỏe mạnh trưởng thành rau hệ đồng dạng, dạy dỗ đến một gốc trạ, lại tới một gốc trạ. Không ít công thành danh toại học sinh muốn mời nàng ăn cơm, nhưng là Khương Song Linh từ chưa từng đồng ý ai mời. So với phía ngoài liên hoan, nàng càng thích người một nhà tập hợp một chỗ ăn cơm. Triển lãm tranh thành công làm nàng thật cao hứng. Ở triển lãm tranh bên trên, nàng còn cùng lão bằng hữu gặp lại, tiếc lê, ban đầu ở Dung Thành nhận biết bằng hữu. Bây giờ đã là cái có chút danh tiếng tác gia, đã từng tóc ngắn tiết lê cũng nuôi tóc dài, cuộn lại chỉnh tề tóc, là một cái mang theo thư quyển khí trung niên nữ nhân tiết lê nhìn thấy khương song linh rất là kinh hỉ khương muội chúc mừng chúc mừng a à. đã sớm biết ngươi khẳng định là có triển vọng lớn a a a khang trọng phu tràng quy làm sao còn trẻ như vậy xinh đẹp nói ngươi 18 tuổi ta đều tin tưởng khương song linh cười ta cũng chúc mừng ngươi a à. đại tác gia trước ngươi tác phẩm muốn đập thành phim rồi từng kịch bản cũng nhanh đổi tốt tiết lê trào hạ tóc của mình a a a tóc ta rơi thật nhiều, đều có mấy cây tóc trắng, Khương muội ngươi làm sao còn xinh đẹp như vậy, sáng tác khiến người đầu trọc, triển lãm tranh kết thúc về sau, Khương Song Linh dẫn Tiết Lê tại thủ đô chơi một vòng, Tiết Lê cái này từ nhỏ sống ở phương Nam người, đối phía Bắc hoàn cảnh khí hậu cùng ẩm thực quen thuộc rất là hiếm lạ, Hương lấy Khương Song Linh theo nàng đi ăn không ít thủ đô đặc sắc đồ ăn, thịt vịt nướng, thịt vịt nướng khẳng định là nhất định phải ăn, cái này, cái này, qua. Cái này dê tạp canh, không được nghe lên hương vị thật kỳ quái a à, có thể hay không rất khó ăn có cổ tử thật nặng mùi vị a à, uống vào mấy ngụm còn rất tốt uống đồng lô nồi lẩu a à, đây là làm sao đốt a à, đường phèn hồ lô đường phèn hồ lô thật xinh đẹp tiết lê thật đúng là cái thỏa thỏa ăn hàng tại thủ đô đợi hơn nửa tháng khương song linh làm chủ nhà bồi tiếp nàng khắp nơi vui chơi giải trí các món ăn ngon đều nếm một lần không thể không sắc thủ đô không hổ là thủ đô các loại ăn uống nhiều lắm còn có cái gì ngự trù truyền nhân mở cửa hàng ân là đâu bên này ngự trù truyền nhân cũng rất nhiều khương song linh cùng với nàng ăn hơn nửa tháng mới đem tiết lê cho đưa tiễn đồng thời cảm thấy mình đều nhanh lên cao thành thành phố thủ đô bên trong lão tham ăn cùng nuôi bồ câu lưu điểu lão đại gia đồng dạng đối bên này mỹ thực thuộc như lòng bàn tay nếu là về sau lại đến bằng hữu khẳng định biết dẫn bọn hắn đi đâu chơi đùa ăn uống cũng là xảo Tiết Lê rời đi sau không có mấy ngày, Vương Tuyết Xu người một nhà đến thủ đô, đã từng hà đoàn trưởng, không được, hiện tại đã không phải là hà đoàn trưởng, hà đoàn trưởng chuyển nghề xuống biển kinh thương đi, vợ chồng bọn họ hai sinh ý làm được vui vẻ sung sướng. Vương Vân Sinh lúc này đang chuẩn bị thi đại học, không có ra tới chơi, nghe nói Khương Song Linh nhị nhi tử tề huy tại quân nghệ về sau, Vương Tuyết Xu liền giật dây gần đồng chí cùng đi quân nghệ nhìn xem, trước kia Vương Tuyết Xu làm văn nghệ binh vẫn là đoàn văn công thành viên, Hiện tại các nàng trước đó Đoàn Văn Công cải chế giảm biên chế, đã hủy bỏ, nàng cũng không còn là văn nghệ binh, nhưng nàng đối cái này còn rất có tình hoài. Trước đó ta Đoàn Văn Công lão bằng hữu còn có quá một lần tụ hội. Đúng, Tiểu Khương, còn nói về ngươi, nói ngươi lúc trước chân dung, có ít người còn bảo lưu lấy, không nghĩ tới như thế tầm 10 năm, nước chảy giống như đi qua. Ngươi khi đó cho ta họa, ta cũng đều giữ lại. Hai người trò chuyện chuyện năm đó, trong giọng nói tràn ngập cảm khái tề hành thì bồi tiếp hà đoàn trưởng uống rượu khương song linh cho bọn hắn làm mấy đạo đồ nhắm, liền ngóng trong vân sinh không chịu thua kém điểm sang năm cũng tới thủ đô đọc sách sẽ đến lúc đó tới nhà ta chơi nhà các ngươi mỹ sinh đâu mỹ sinh cũng tới học đâu nói đến những năm này ngược lại là thường xuyên tại trên tivi trông thấy tề huy đập mấy bộ phim truyền hình đâu na tra đúng hay không người ta quen biết đều nói cái này na tra dáng dấp thật tuấn cái này nhưng mà năm đó kém chút cướp ta mỹ sinh danh tự tiểu mỹ bé con khương song linh huy huy cho tới bây giờ đều không muốn cướp quá mỹ sinh cái tên này khương song linh bồi vương tuyết xu đi một chuyến quân nghệ vừa vặn đụng tới tề huy bọn hắn tập tiết mục là một cái vũ đạo tiết mục học qua vũ đạo vương tuyết xu nháy cũng không nháy mắt nhìn xem bọn hắn khiêu vũ khương song linh nói đến nhà bọn hắn chân chính thân nhu thể mềm người là từ nhỏ luyện qua tề huy lúc trước lão sư giáo sư tề huy ca hát không có kết quả về sau đem hắn ném đi học vũ đạo đứa nhỏ này kỳ thật càng muốn học hơn tạp kỹ kết quả về sau cảm thấy tạp kỹ không tốt nhìn đi theo lão sư học vũ đạo kiến thức cơ bản mỗi ngày luyện thân thể dáng người đều là nhất đẳng gọi đùa quân nghệ một cọng cỏ cũng không biết bao nhiêu năm về sau khả năng đến nhổ cỏ vương tuyết xu thổn thức nhà các ngươi hài tử từ nhỏ luyện múa sớm biết lúc trước ta cũng nên đưa vân sinh đi học khiêu vũ làm sao, rõ ràng biết kiêu vũ ma ma không phải ta sao, tiểu khương, ta nhớ được ngươi tiếng nói tốt, lúc trước còn muốn giới thiệu ngươi đi đoàn văn công ca hát, làm sao con của ngươi liền không kế thừa y bác của ngươi đi ca hát, mà hết lần này tới lần khác học song sát bách lão vương khiêu vũ, khương song linh. Bởi vì đứa nhỏ này kế thừa lão tề ngũ âm không được đầy đủ, mẹ, làm sao ngươi tới rồi, tới nhìn ngươi một chút tiếc mục, đây là vương A Di. Khương Song Linh nhìn xem Hạ Sân khấu thay đổi thường phục Nhi Tử, cảm thấy nàng con thật đúng là cảnh đẹp ý vui, eo nhỏ đôi chân dài, cả nhà thân thể tính dẻo dai tốt nhất một đứa bé. Về sau còn dự định làm diễn viên người, cái này nhan giá trị ngược lại là có thế chống đi tới, người còn không có tốt nghiệp, liền đã bị rất nhiều đạo diễn tìm đi. Nếu như sinh ở mười mấy năm sau, nói không chừng bằng vào mặt đều có thể lăn lộn đến đỉnh cấp lưu lượng, chỉ là hiện tại cũng không có cái gì ngành giải trí cái bóng về sau là một vị đoan đoan chính chính lão nghệ thuật gia. Đứa nhỏ này nếu là giống tề hành đồng dạng bị năm tháng ưu đãi, khoảng 40 tuổi mặt cũng vẫn như cũ tuấn Mỹ nén lòng mà nhìn, huy huy đứa nhỏ này, còn nhớ rõ sắc bách vương a di sao. Lúc trước cùng ngươi ma ma đồng thời mang thai hài tử, còn ăn không ít củ cải, tề huy, củ cải, khương song linh, cha ngươi năm đó ăn không ít củ cải, hôm nay muốn cùng mẹ cùng một chỗ trở về sao, mặc dù mình nhà cũng tại thủ đô, nhưng là tề huy vẫn là ở trường học dừng chân thỉnh thoảng sẽ về nhà ở một hai ngày bình thường liền đợi trong trường học cũng bớt đi phiền phức nếu như muốn đi quay phim vậy thì càng là một hai tháng đi ra bên ngoài địa nhà bọn hắn bây giờ đi công tác nhiều nhất chính là hắn cái này tề huy đồng chí rất nhiều phong cảnh như vẻ địa phương đều đi một lần hôm nay không trở về nhà ban đêm còn có tập luyện được ma ma cùng ngươi vương a di trong trường học ngao du cùng nhi tử tách ra Vương Tuyết xu lôi kéo nàng tay ao ước, củ gừng, ta thật là ao ước ngươi. Khương Song Linh, ngươi ao ước cái gì? Có con trai như vậy, lớn lên giống nhà ngươi tề hành, người còn ưu tú, ngươi xem một chút, bao nhiêu cô gái mới vừa ở dưới đài nhìn qua hắn, về sau xác định vững chắc không lo nàng dâu, nói không chừng lấy hậu nhân đuổi tới làm cho ngươi con dâu, ngươi về sau cũng không dùng sầu. Khương Song Linh khóe miệng giật một cái, hài tử còn nhỏ đâu, nghĩ nhiều như vậy, không nhỏ đợi thêm cái mấy năm, chẳng phải có thế kết hôn sinh con sao. Khương Song Linh cũng không cảm thấy nhà bọn hắn hài tử am hiểu tảo luyến tảo hôn, ta cảm thấy bọn nhỏ đoán chừng 25 về sau mới gặp phải người mình thích, 30 kết hôn cũng không quan hệ, về phần hài tử, vậy liền xem duyên phận đi, vốn là không vội vàng được, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhất định cũng không vội mà ông cháu trai, Khương Song Linh. Ta lúc này mới bao nhiêu tuổi, ta vì cái gì muốn cháu trai, cũng thế, ngươi cùng cái khác người không giống ta chính là cảm thấy tuấn sinh cùng mỹ sinh dài sau khi lớn lên đều không có khi còn bé chơi vui vẫn là năm sáu tuổi tiểu bằng hữu càng đáng yêu ngốc ngốc trưởng bối nói cái gì liền tin cái gì về sau ta cũng chỉ có thể chờ đáng yêu tiểu tôn tử cùng tiểu tôn nữ rồi các ngươi đi ta là tuyệt không sốt ruột nhà các ngươi những hài tử này đều ưu tú như vậy khẳng định không nóng nảy cùng vương tuyết xu đi ra sân trường đại học sớm có kinh nghiệm lão tham ăn Khương Song Linh mang nàng đi ăn thành phố thủ đô bên trong ăn ngon, cái gì tư gia phòng bếp, cái gì phố cũ bánh ngọt, hết thảy đều đi nếm một lần. Lúc này không cần bảo trì dáng người Vương Tuyết Xu xem như biến thành ăn hàng một viên, nguyên bản vẫn là Khương Song Linh trước mang theo nàng đi ăn, về sau chính là Vương Tuyết Xu năng nỉ lấy Khương Song Linh dẫn nàng trong thành ăn như thùng luồng. Chuyến này thủ đô hành trình gọi là một cái vừa lòng thỏa ý, Khương Song Linh cũng rất là vừa lòng thỏa ý đem vương tuyết xu đưa tiễn về sau, khương song linh soi gương, suy nghĩ không đúng lắm, sau đó bên trên xưng đi xưng hạ thể trọng của mình, hỏng bét, đi theo cái này hai hàng ăn như thùng lùn qua đi, nàng mập trọn vẹn sáu cân, lại cố gắng một chút xíu, đều muốn chạy mười cân mà đi, song song song, tề hành, vợ ngươi ăn mập. Niên kỷ sau khi lớn lên, thay cũ đổi mới giảm xuống, bởi vậy liền so lúc còn trẻ lại càng dễ trở nên béo, khương song linh so hạ dây lưng quần, nghĩ thầm kiên quyết không thể lại tiếp tục nhất định phải đem thể trọng cho giảm xuống về sau cái này một hai tháng ăn cái gì ta khẳng định phải cẩn thận một chút không thể lại béo lên lại béo lên ngươi liền vác không nổi ta tề hành ở một bên an ủi nàng yên tâm ngươi lại béo một trăm cân ta cũng cổng động ngươi khương song linh cũng không có được an ủi đến phải thừa dịp ăn tết trước trước giảm xuống tới bằng không làm sao tại lúc sau tết tiếp tục hưởng thụ mỹ thực lúc ấy bọn nhỏ cũng nên trở về tề hành ta sờ sờ bụng của ngươi có phải là cũng thay đổi mềm một điểm ngươi cẩn thận sờ sờ không có mềm rõ ràng ngươi cũng ăn rất nhiều dựa vào cái gì liền không dài thịt mỡ đâu lúc này trong nhà lắp đặt điện thoại cùng bằng hữu liên hệ tới cũng coi như thuận tiện tề việc mỗi cái tuần lễ đều sẽ gọi điện thoại về một lần đương nhiên đây là tại có thế liên hệ đến hắn thời điểm nếu là mất liên lạc mấy tháng đều không liên lạc được gia hỏa này có lẽ là ở trên biển tung bay có lẽ không biết ở đâu cái trên hải đảo ổ, ngược lại là nghe hắn nói qua không ít người thủ hải đảo cố sự, nếu là cái địa bàn lớn hòn đảo còn khá tốt, nếu là cái phương viên đảo nhỏ, canh giữ ở vậy coi như thật bị tội, bởi vì ở trên đảo khuyết thiếu nước ngọt, nếu là nước ngọt sung túc, ở trên đảo trồng trọt làm vườn tự ngu tự nhạc, còn có điện thoại mạng lưới, ngược lại không mất vì nhân gian chuyện vui. Khương Song Linh cùng nhị tẩu Trình Minh Hy gần đây thường xuyên nấu điện thoại cháo, cũng là không phải trò chuyện thứ gì khác, mà là nói lên dưỡng sinh cùng nuôi các loại hoa hoa thảo thảo sự tình tiểu khương ngươi tóc là thế nào nuôi nhà ta lão tề gần đây đạt được một cái rượu thuốc đơn thuốc ngươi có muốn hay không cho nhà ngươi lão đủ cho ngũ đệ ngâm một chút trước mấy gieo xuống không ít hoa hồng có thể ăn dùng lần sau ngươi cùng ngũ đệ tới ăn hoa tươi bánh khương song linh nghe nàng nói hay lắm chơi để trình minh hy cho nàng gửi không ít nhiều kiểu phong phú hạt giống hoa dự định trong thành làm vườn về sau nghĩ đến mùa đông nhanh đến, tự nhiên sinh trưởng khẳng định là không thích hợp, bây giờ vừa vặn thừa dịp trong nhà phòng ở nhiều, đằng một gian ra tới xem như chúc mừng hôn lễ, chuyên môn dùng để trồng rau nuôi lợn, điều trị thể xác tinh thần, triệu dĩnh hoa cái tuổi này, cũng thích quản lý hoa hoa thảo thảo, nhất là thích tại hoa cỏ bên cạnh luyện tập thư pháp, hoa hồng, cái này còn có phơi khô hoa hồng bao, rất thơm, bên kia hoa nhiều, đến thủ đô về sau, trừ ẩm thực không quá quen thuộc. Thủ nhất không được đại khái là mùa đông, khô lạnh khô lạnh, sẽ còn rơi tuyết lớn, hi hi từ nhỏ dài đến như thế lớn, rất ít gặp đến mùa đông có như thế lớn tuyết, khi đại khái chính là thi từ thảo luận ngàn cây vạn cây hoa lê nở, toàn thành bao phủ trong làng áo bạc, trước mắt tất cả đều là tuyết trắng, lá cây tàn lụi, cành khô tại xe lạnh trong gió lạnh rung rung. Các nàng bộ này trong tứ hợp viện, có chủ nhân đời trước lưu lại vài cọng hoa mai, đến mùa đông thời điểm mặc dù là không thể trong nhà tắm suối nước nóng, quả thật có thể nhìn thấy hồng mai chiếu tuyết trắng tràn cảnh. Tề Hy gãy mấy chi hồng mai, trong bình hoa trang nước, đem hồng mai cắm đi vào mang vào trong nhà, bị nhà bọn hắn nuôi mèo con đông đông, sớm đã không phải là trước đó tiểu nải miêu bộ dáng, thân hình biến lớn không ít, nó là chỉ dáng dấp 10 phần đáng yêu hoặc bác điền viên mèo con, mặc dù tạm thời vẫn không có thể phát hiện nó có bắt đến chuột hành động vĩ đại, nhưng là, nó đã từng bắt được một con rắn quả nhiên, mèo mèo chính là mèo mèo. nếu là đặt ở trước kia, khương song linh luôn cảm thấy con mèo là một cái rất mềm rất là khép kín lại ưu thích dính người tiểu sủng vật, bắt cái chuột cũng rất không tệ, không nghĩ tới còn có thể bắt rắn, vuốt mèo dưới đáy đè lại một đầu nhỏ non rắn, người đều kém chút dọa cho bay. mèo nhà nhưng còn có thể bắt rắn, về sau hiểu rõ đến, đừng nhìn con mèo nho nhỏ một con, hành động tốc độ quả thật có thể đứng hàng danh hiệu, không chỉ có thể bắt rắn còn có thể bắt chim. Trong nhà nuôi chim, bình thường đều tránh đi mèo. thương Song Linh đã từng cũng là nghĩ không thông vì cái gì không biết bay con mèo am hiểu bắt chim. Nhưng sự thật chứng minh, con mèo thật đúng là có thế xem như chim một loại thiên địch. Hôm nay trong nhà chúng ta mua cá, cho đông đông làm một đầu. Nhà bọn hắn có một cái ao, còn nuôi mấy con cá, không có đề phòng đông đông cái này tiểu nải miêu. Nó thỉnh thoảng sẽ chạy đến ao một bên, treo chọc một chút đáy ao bình yên hưởng lạc vỗ béo phiêu bọn cá may mắn nó không mình nhảy đi xuống, cũng không gặp nó bắt cá đi lên ăn. Khương song linh ở trong ao vung thủy tiên hạt giống, không có mở ra hoa, chỉ dài vài miếng lá cây, linh động bọn cá liền trốn ở lá sen dưới đáy, tránh né meo meo rình mò. Mẹ, nhà ta nuôi cá, ăn ngon, tề hy mỗi ngày trừ cho mèo ăn bên ngoài, niềm vui thú chính là cho trong hồ cá cho ăn, nàng rất thích uống canh cá, trong nhà thường thường luôn luôn muốn nấu dừng lại thịt cá ăn. Phương Bắc trời lạnh thời gian so phía Nam muốn dài, Tề Hy cùng Khương Song Linh hai người này từ ban đầu trông thấy tuyết vô cùng kích động, lại chuyển thành trông thấy tuyết không động không trung, mỗi ngày nhìn xem tuyết lông ngỗng, lại thích tuyết đều không đau không ngứa, chỉ vì mỗi ngày đều có thế thấy. Tề Huy về đến nhà, liền nói, vừa nhìn thấy tuyết thật hưng phấn đến oa oa kêu to, khẳng định là từ phương Nam đến, trường học các ngươi đắp người tuyết nhiều không? Khương Song Linh bây giờ thân ở ương đẹp sân trường, từ khi tuyết rơi về sau, các bạn học sức sáng tạo liền đạt được phát huy, thường thường liền có thể gặp phải hình thù kỳ quái người tuyết. Cái gì tay cục Venus cũng coi như, tương đối hiếm thấy chính là Venus bên người xuất hiện gần đây lưu hành anh em hồ lô. Có học sinh rất có nhàn tâm, lũy bảy cái hồ lô huynh đệ trong trường học làm thành một vòng tròn. Khương song Linh đi ngang qua nhìn thấy thời điểm, kém chút không cho cười ngốc. Thế là nàng tìm người cùng một chỗ lũy cái xà tinh ở bên cạnh. Kết quả có người nhận biết nàng là đại học y khoa hứa tiên tỷ tỷ, có người trêu ghẹo hỏi thăm nàng không phải muốn tìm một cái bạch tố trinh đâu. Khương Song Linh khi đó hối hận cực, chỉ hận không có đem đầu xà tinh kia người tuyết cho đẩy, ngày thứ hai liền cho đổi cái hắc hùng tinh lũy tại lân cận. Nàng còn rất có nhàn tâm làm đầu đỏ áo khoác ngoài, chuyên môn cho hắc hùng tinh người tuyết cho phủ thêm. Kết quả bởi vì chơi tuyết quá nhiều, chưa từng có dài quá cái gì nứt da Khương Song Linh, lại có dài nứt da khuynh hướng, bị tề hành một hồi lâu căng dặn, nắm lấy nàng tay, ngày mai đều cho xoa thuốc nhiều, còn nhiều, rất nhiều. Tề Huy nhớ tới trong trường học tràn cảnh, đã cảm thấy một trận cây con mắt, chẳng qua gần đây chồng rất nhiều đều là anh em hồ lô, có tòa nhà lầu dạy học dưới đấy có cái sườn núi, tuyết rơi trời trượt, thật nhiều người đều cho tại kia té, đương nhiên, cố ý đi kia người, khẳng định là chủ động đi tìm quản. Hôm nay ta liền gặp, một người trượt chân về sau, một người khác đi rồi, kết quả liên tiếp tất cả đều cùng một chỗ hướng xuống lăng. Khương song Linh cười, anh em hồ lô cứu gia gia, một cái tiếp theo một cái, tề huy. Thật đúng là, Khương Triệt cởi áo khoác trắng trở về thời điểm, cũng đang nói gần đây trong bệnh viện nhiều hơn rất nhiều bởi vì đường trượt ném tới đuôi xương cục hoặc là ném tới cánh tay chờ bệnh nhân, để người trong nhà chú ý đến chút, nhất là lớn tuổi triệu dĩnh hoa, càng là không tốt tại trên đường quảng, tuyết rơi trời ít đi ra ngoài, người một nhà ổ trong phòng đầu khoai nướng, Khương Song Linh cùng tề hành hô hô thổi khoai nướng, chỉ có triệu dĩnh hoa không thế nào thích ăn khoai lang cái đồ chơi này đều là đi qua ăn khoai lang ăn tổn thương người có thế không ăn khoai lang sẽ không ăn khoai lang khương song linh ngược lại là rất thích ăn khoai lang nhất là khoai lang làm một ngày lúc không có chuyện gì làm ăn mấy khối khoai lang làm nhai lấy giết thời gian trong nhà đã có tủ lạnh trừ tủ lạnh bên ngoài còn có một cái lớn tủ lạnh thừa dịp mùa đông lúc này khương song linh tìm người đến mua không ít khoai lang làm ăn không hết liền đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh. Tề hy cái này phá hại tử la hết muốn đang có tuyết rơi thiên lý ăn băng côn, Khương Song Linh liền cho nàng đã làm nhiều lần, liền gặp tề huy cùng tề hy huynh muội hai cái, cầm băng côn ở bên ngoài đắp người tuyết, cái này cũng thì thôi, chồng xong người tuyết, cười hì hì đem một cây nước đá cắm ở người tuyết trên tay, ngày thứ hai lầu bầu, một đêm trôi qua, băng côn còn không có ăn xong, trước kia tại Sơn Thành thời điểm, Khương Song Linh mùa đông còn có thế lên được đến, về phần hiện tại, buổi sáng nhiệt độ không khí đều tại âm, gần đồng chí cảm thấy mình một đám xương già chỉ muốn nằm tại trong chăn ấm áp, tên là tề hành thiên nhiên đúng giờ đồng hồ báo thức gọi đều gọi bất tỉnh nàng, có đôi khi Khương Song Linh cũng sẽ vuốt mắt đứng lên, mang theo nữ nhi tại dạng này âm khí hậu bên trong chơi hát nước thành băng trò chơi, nhưng mà từ lúc trường học muốn bắt đầu thả nghỉ đông về sau, sáng sớm thứ này liền cùng Khương Song Linh không có duyên phận, uống tại trong chăn không thơm sao? tề hành lại một mực kiên trì sớm lên rèn luyện thói quen. Khương song linh ý tưởng đột phát tìm người đi làm một thanh kiếm gỗ nhét vào tề hành trên tay, treo gẹo, chờ ngươi về sau luyện bất động, liền cùng quảng trường bên trên lão đầu tử đồng dạng luyện kiếm đi, cái gì thái cực kiếm, ta cảm thấy những lão đầu kia tuyết trắng quần áo luyện công còn rất đẹp, trên thân kiếm hệ đầu đỏ bông, ngươi người lớn lên cao như vậy, liền xem như đứng tại múa kiếm lão đầu trong ổ, khẳng định cũng là hạt giữa bầy gà cái kia tề hành cầm cây kia kiếm gỗ đâm hạ khương song linh bụng hiếu kỳ nói vậy còn ngươi khương song linh không thèm để ý chút nào nói ta ngay tại bên cạnh cho ngươi vỗ tay a à, chờ bên cạnh các lão thái thái hỏi tới ta liền nói ngươi là trượng phu ta đúng vậy trong đám người dẫn đầu cái kia tuấn lão đầu chính là ta nhà cái kia khương song linh cười trộm trong đầu sớm tưởng tượng lấy thần kỳ như vậy hình tượng tề hành vậy ta nói cái gì ngươi liền nói ngồi bên kia cái kia là vợ ngươi. Không được, liền sợ ngươi biến thành lão đầu, cũng trêu hoa ghẹo nguyệt làm sao bây giờ, đến lúc đó ta liền nói ngươi tính tình không tốt, tề hành. Vạn nhất ngươi trêu hoa gẹo nguyệt làm sao bây giờ, một dạng A, ngươi cũng nói ta tính tình không tốt, hai chúng ta góp hợp lại cùng nhau, là thuộc về ác nhân tự có ác nhân trị, tề hành. Nói loạn, tề hành cười nhéo một cái mặt của nàng, cầm trong tay kiếm gỗ trả lại cho nàng, chính ngươi thật tốt thu đi, chờ ta lão thứ này đã sớm vỡ ra đây là kiếm gỗ khương song linh còn tưởng rằng là ngươi mua cho mình đồ chơi cầm đi đi dạo hội chùa khương song linh cầm trong tay kiếm gỗ phản đâm hạ đối phương bụng đúng vậy a à, chính là mua cho mình đồ chơi còn có thế biểu diễn nuốt kiếm đâu đừng làm rộn bọn nhỏ mau trở lại náo cái gì náo chờ mấy ngày ta mang hi hi đi cố cung chơi mùa đông khắc nghiệt bên trong tề huy cùng khương triệt đều tuần tự nghĩ tề hy càng là nghỉ sớm nhất một cái kia, triệu dĩnh hoa tại thời tiết như vậy cũng không đi ra, đều ở nhà, liên đới lấy Khương Song Linh, mọi người cùng nhau mùa đông nuôi phiêu, tề hy, đại ca muốn lúc nào mới trở về. Nghĩ đại ca, hắn nói, tuổi 30 trước khẳng định trở về, chờ đại ca trở về, ta cho hắn khoai nướng, Khương Triệt, ta cho tề nhất nướng chuối tiêu, tề huy, muốn mở tivi nhìn Tây Du ký sao. Ca ca diễn na tra thật là dễ nhìn, ca ngươi vì cái gì liền không diễn hầu tử đâu. Mẹ nói ngươi khi còn bé liền thích hầu tử, còn bắt hầu tử, bắt hầu tử chính là đại ca, nhị ca chỉ ở trong vườn thú cho ăn hầu tử, nhị ca, mẹ ta trước đó họa một bức hoa quả sơn đàn khỉ đồ, chút thời gian trước có người dùng nhiều tiền đến mua, mẹ không có bỏ được bán đi, thẩm gia gia nói, bức họa này là mẹ ta đối ngươi tình thương của mẹ, 108 cái khỉ đâu, tề hy tay chống đỡ cái cầm, ao ước, ma ma, Ngươi làm sao liền không cho hi hi vẽ một bức đâu? Khương Song Linh bưng một đĩa bánh ngọt ra tới, "Ngươi muốn vẽ cái gì?" "Từ nhỏ đến lớn, mẹ không phải cho ngươi họa nhiều như vậy họa. Mẹ ngươi nếu có thể cho ta họa 108 con mèo, ngươi chính là trên thế giới yêu nhất mẹ của ta." Khương Song Linh, "Mama hiện tại dạy ngươi vẽ tranh còn kịp, chính ngươi họa, cho ngươi vẽ một bức hi hi tiểu tiên nữ, 108 con mèo cái gì, nhìn đều làm ác mộng, được rồi đâu." cuối cùng tốt tề việc là đạp trên phong tuyết trở về cũng không có đánh cái dù trên bờ vai cùng trên mũ đều rơi tuyết khương song linh mở cửa giúp hắn đem trên bờ vai bông tuyết phật rơi để người trước tiến đến uống một chén ấm người tử khương trà đại ca ngươi trở về ca ngươi trở về rồi tề việc ngươi trở về rồi khương triệt đi tới ngược lại là không có gọi hắn tề nhất mà gọi là tên của hắn có thể là trưởng thành khi còn bé treo gẹo danh tự không tốt lắm ý tứ một lần nữa lại gọi tề việt Đỗ cũng không thèm để ý những cái này khương nhất ngươi thật giống như biến thấp ngươi lại cao lớn rồi khương song linh nâng cầm lên nghiên cứu vừa về nhà đại nhi tử cao một chút cũng đen bờ biển phơi gió phơi nắng thật đúng là người da đen a à. tề việt sờ mũi một cái tự luyến vô cùng nam nhân liền nên đen một điểm ta hiện tại là nhà ta anh tuấn nhất tiểu ca tề hi ca ngươi là đại ca ca hi hi vẫn là thích ngươi trắng trắng mềm mềm dáng vẻ, tề việc. Các ngươi những cái này tiểu nữ hài, thật sự là không có ánh mắt, ca thế nhưng là thật vất vả đem mình phơi đều đều, liền đợi đến về nhà cho các ngươi nhìn xem, Khương Song Linh, thật đúng là làm khó ngươi, người trong nhà làn da đều rất trắng, muốn đem làn da rám đen, còn phải đen phải đều đều, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện đơn giản, hiện tại tề việc phơi ra một thân chocolate da trở về, cùng cùng hắn dung mạo nhớ tới tề huy đứng chung một chỗ, Khương Song Linh trong đầu bỗng dưng nhảy ra một cái từ, hải nhĩ huynh đệ, một đen một trắng, cũng không thể là hắc bạch song sát, nghỉ ngơi một tháng sau. Hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi, chương 137, hoàn tất chương, thích nhất ăn tết thời điểm náo nhiệt, người bên ngoài đều trở về, tập hợp một chỗ đoàn viên nghỉ lễ, cái này cũng là bọn hắn nhà lần thứ nhất tại thủ đô qua một năm tiết, như trước kia lại không giống, phòng ở cũng thay đổi, tề việc tân phòng ở giữa vẫn là hắn lần thứ nhất vào ở, tự mình một người thu thập gần nửa ngày. Đông đông người đối diện bên trong mới tới người rất là hiếu kỳ, dính tại tề việc chân một bên, meo meo kêu ngửa đầu nhìn hắn, ngẫu nhiên sẽ còn nhảy đến trong hộp tủ đi. Tề việc cùng Khương Triệt trước kia nuôi quá con thỏ, nuôi quá đại bạch ngỗng thậm chí còn cho ăn quá lão hổ, nhưng còn không có làm sao nuôi quá mèo dạng này động vật. Hắn đưa tay cào hạ đông đông cái cầm, tiểu gia hỏa râu ria rung một cái meo meo kêu hết sức hưởng thụ tề việc nhếch miệng lên một vòng mỉm cười đi ra ngoài chơi đi tiểu gia hỏa hắn liền phải đem tiểu gia hỏa này cho đưa ra ngoài kết quả cái này mèo con thật đúng là dính hắn lại cho trộm đạo lấy tiếng vào gian phòng của hắn tề hy thấy thế đổ nhào bình giấm chua vì cái gì ca ca vừa về đến đông đông liền kề cận ngươi rõ ràng mỗi ngày mệt gần chết chiếu cố tiểu gia hỏa này người là nàng kết quả tề việc vừa về đến đông đông đều không dính nàng, mà là trái ôm phải ấp, một hồi hướng Khương Triệt trong ngực cọ hai lần, một hồi đi tề huy chân bên cạnh vung cái kiều, hiện tại càng là đi theo tề Việt lưng sau làm theo đuôi, có mới nới củ nhỏ phá miêu, hi hi ngươi đem nó ôm ra đi, ta còn muốn chỉnh lý gian phòng, tề hi đem cái này nhỏ phá miêu ôm vào trong ngực, tò mò tại cửa gian phòng thò đầu ra, ca, ngươi có hay không thích cô nương, tề Việt chỉ cảm thấy không hiểu thấu, thản nhiên nói, không có ngươi nếu là có thích cô nương đề nghị ngươi nuôi con mèo tiểu gia hỏa còn có thể giúp ngươi đưa thơ tình tề việc ta chưa từng viết thư tình ta nói là về sau về sau a à, về sau ngươi gặp phải thích cô nương ngươi khẳng định phải viết tề việc ngươi người nhỏ mà ma mảnh, đang suy nghĩ gì đấy tiểu cô nương miệng bên trong vậy mà bắt đầu lẩm bẩm có thích hay không tề hy, nghĩ đùa ngươi a à, ai bảo ngươi cướp đi mèo của ta tề việc cười đem ngươi mèo mang đi ra ngoài ca ca không đoạt ngươi tề hy ôm lấy nhỏ phá miêu ra ngoài không ở chỗ này quấy rầy ca ca sự tình kết quả con mèo này thật đúng là nhiều động chứng phạm lập tức từ trong ngực của nàng nhảy ra ngoài linh động nhỏ thân thể nhanh nhẹn bất phàm lại không biết hướng nơi nào chui cùng cái mèo rừng nhỏ giống như tề hy ủ rũ tại khương sông linh trước mặt phàn nàng nói mẹ nuôi con mèo quá khó nó làm sao liền không thể yên tĩnh xuống đâu thành thành thật thật đợi tại trong ngực của ta khương song linh nuôi ngươi nhưng so sánh nuôi mèo khó càng nhiều để đông đông mình đi chơi đi tề hy đi ra ngoài liền gặp trong viện vừa về nhà ba ba tề hành cầm một cây đùa mèo bổng ngồi tại thềm đá bên cạnh đùa mèo đông đông cái này ăn cây táo rào cây sung tiểu gia hỏa vui vẻ nhảy dựng lên móng vuốt nhỏ hướng đùa mèo bổng bên trên nhào cái này đùa mèo bổng vẫn là khương song linh tự tay chế tác ba ba ngươi trở về rồi từng tề hành ứng tiếng trên tay đùa mèo bổng còn không có buông xuống trong nhà nhiều nuôi một con dính người mèo liền hắn cũng thỉnh thoảng đùa bên trên một hồi tề hi trở về về sau liền tất cả đều tại đoạt nàng mèo năm nay trong nhà bảy người tập hợp một chỗ ăn tết tề hành cùng khương song linh ba đứa hài tử đệ đệ khương triệt cùng bà bà triệu dĩnh hoa hạ lão gia tử năm trước đã qua đời thời gian trôi mau ngay tại các giấy cắt hoa khương song linh chỉ cảm thấy mười mấy năm thời gian tựa như trong nháy mắt mà qua trong thoáng chốc bọn nhỏ tất cả đều lớn lên nói lên cái này, liền không thể không nói khổ cực, bây giờ trong nhà người thân cao, Khương Song Linh thứ hai đếm ngược cao, thứ nhất đếm ngược chính là nàng tiểu nữ Nhi Tề Hy, chỉ có hi hy, hy bạn học nhỏ khả năng an ủi một chút nàng, đã từng quả bí lùng nhóm đều dài lớn, Khương Song Linh trên tay cái kéo vừa dùng lực, soạt soạt cắt ra tới một đầu rõ ràng tuyến, nàng cầm trong tay giấy đỏ mở ra, xinh đẹp giấy cắt hoa đồ án ở trước mặt nàng chậm chậm triển khai. Nàng lúc này đột nhiên nghĩ đến, đợi thêm cái mấy năm, trong nhà có lẽ liền không có náo nhiệt như vậy bọn nhỏ gặp gỡ người mình thích từ bọn hắn bây giờ đại gia đình này bên trong dọn ra ngoài mới thành lập mình tiểu gia đình sau đó sẽ có người yêu cùng con của mình làm bạn đương nhiên có lẽ càng nhiều năm hơn về sau trong nhà lúc sau tết sẽ chỉ càng ngày càng náo nhiệt cãi nhau tiểu hài tử quả thực muốn so ăn tết thời điểm pháo âm thanh càng thêm ầm ĩ năm nay trong nhà mua không ít pháo hoa tề huy cùng tề hy liên tiếp sinh nhật trong đêm trong sân thả pháo hoa hỏa thụ ngân hoa nở rộ tại ánh sao lấp lánh ban đêm, thanh nguyệt lạnh chiếu sáng tại góc phòng, tề hành trên tay bị Khương Song Linh nhét điếu thuốc hoa, sau khi đốt, ngân sắc hỏa hoa trì rào xuất hiện, ngươi tên hỗn đảng, không nên đem nó đối ta a. À. ngân sắc khói lửa bên trong, Khương Song Linh cười nhìn hắn, tề hành đưa nàng kéo đến bên cạnh mình. Hai người tụ cùng một chỗ tiếp tục thả pháo hoa, tuổi 30 ngày đó cơm tất niên, là tập chúng nhân chi lực làm được, nhà bọn họ người đều biết trù nghệ, Triệu Dĩnh Hoa có thể nấu ăn, Tề Huy, Tề Việt cùng Khương Triệt, trước kia đều là cho Khương Song Linh trợ thủ, trên tay làm đồ ăn công phu đều không kém, về phần Tề Hành cùng Tề Hy cha con hai, mặc dù có chút lệch khoa, nhưng là làm đồ ăn tay nghề cũng có thể lừa dối qua ải. Tề hành hiện tại cũng là có thế mặt tạp về làm đồ ăn nam nhân, vì để cho cơm tất nhiên càng thêm có ý nghĩa, thế là tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm mình kia một món ăn, thích ứng bên này phong tục, người một nhà còn nhu diện tụ cùng một chỗ bao không ít sủi cảo, Khương Song Linh cũng là không lo lắng trong nhà đồ ăn chuẩn bị nhiều, dù sao lập tức nhiều như vậy thùng cơm tụ cùng một chỗ, hoàn toàn không cần lo lắng có cơm thừa đồ ăn, trong nhà thùng cơm nhóm đều có thể hỗ trợ tiêu diệt, người trong nhà không yêu uống rượu, mà ở ăn cơm tất niên thời điểm, Khương Song Linh vẫn là xuất ra mấy bình nhà mình ủ thành nho dại rượu, trừ vị thành niên bọn nhỏ, mỗi người đều uống một hai chén. Kỳ thật rượu nho liền cùng nước nho, cũng không có cái gì cùng hàm lượng, cùng bên cạnh rượu những bánh trôi so ra, có lẽ rượu những bánh trôi mùi rượu càng đậm, ca, ngươi công việc thời điểm chơi vui sao? Tề Hy tò mò hỏi Tề Việt, Tề Việt, chơi vui a, à, muốn dẫn ngươi cùng đi sao? Tề Hy con mắt lướt qua Tề Việt làn da, vậy ta cũng sẽ phơi thành ngươi như vậy sao? Tề Việt, ngươi có thể thử xem, ta mới không, trong đêm đang ăn cơm, xem tivi, người một nhà nói không ít một năm này xuống tới phát sinh sự tình phía ngoài pháo âm thanh liên tiếp ngẫu nhiên bao phủ đám người lời nói trên tivi tết xuân liên hoan tiệc tối vẫn còn tiếp tục chờ đợi tiếng chuông mừng năm mới gõ vang tết nguyên tiêu có hoa đăng sẽ toàn gia xem như kết bầy kết đội ra ngoài khương song linh trên tay cầm lấy một đôi con thỏ đèn đều là bọn hắn nhà mình làm thành tề việc cùng khương triệt ở độ tuổi này đối hoa gì đèn đã tia không có hứng thú chút nào chỉ lo tại hoa đăng sẽ lên ăn đến ăn đi đúng vậy bọn hắn chính là ra tới vui chơi giải trí chỉ có tề huy cùng tề hy hai huynh muội tay mang theo hoa đăng còn tại đoán đố chữ bày bày trước trù trừ mấy lần khương song linh cũng lôi kéo tề hành đi đoán đố đèn nàng là không có cái gì đoán đố chữ năng lực nhưng lại không ngừng nhà bọn hắn đủ đồng chí đoán đố đèn hết sức lợi hại cho nàng thắng mấy cái hoa đăng lại nhiều thắng mấy cái nàng đều muốn biến thành đèn lồng đồng tử khương song linh đành phải đem dư thừa hoa đăng phân cho khương triệt cùng tề việt cái này hai hàng để bọn hắn hỗ trợ chia sẻ chia sẻ nhiều như vậy hoa đăng tại sao lại nhiều hoa đăng cha ngươi thắng trở về ta cũng không có cách nào cha nguyên tiêu về sau nên đi làm đi làm đi học đi học hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại đợi đến ba bốn tháng khương song linh mang theo khương triệt lại về một chuyến quê quán lần này trở về là tìm người đem trong nhà nhà cũ trùng tu một lần bọn hắn khương gia phòng ở hai tỷ đệ về thôn gặp phải trong thôn người cũ bọn hắn còn không dám nhận biết đã rời nhà nhiều năm như vậy trong thôn người trẻ tuổi đều đã không biết bọn hắn đã từng khi dễ qua khương triệt trong thôn hài đồng lúc này rất nhiều cũng đã kết hôn sinh con chuyện năm đó theo gió tan biến khương song linh cùng khương triệt là trở về tìm nhân tu xây nhà tự nhiên cũng không nghĩ sinh thêm sự cố còn thấy thôn trưởng cùng bí thư bọn hắn muốn tu tòa nhà tự nhiên còn muốn tìm vật liệu cùng công nhân cũng cần giám sát đến hoàn thành như thế một hạng đại công tác đây là khương triệt đều lớn lên cao như vậy như thế lớn a có tiền đồ khương lão ca lần này phải hài lòng trở lại trong thôn về sau khương song linh còn nghe được rất nhiều trong thôn mới mẻ sự tình nàng đều không cần chủ động đi nghe ngóng liền có thật nhiều xem náo nhiệt tam cô lục thẩm đến trước mặt nàng nói nhăn nói cuội lời gì đều đổ hạt đậu giống như đổ ra chúng ta trong thôn cái kia tiêu chấn xương hắn a cũng là có tiền đồ thành chúng ta thôn cái thứ nhất vạn nguyên hộ đoạn thời gian trước hắn kết hôn hôn lễ tặc khí phái thật không nghĩ tới hắn thế mà còn có dạng này tạo hóa, lúc trước trong thôn cũng không có một người muốn gả cho hắn, về sau, hắn cũng không phải thành một cái bánh trái thơm ngon, không nghĩ tới hắn không có lựa chọn chúng ta cái này người, ngược lại chọn cái không biết từ từ đâu xuất hiện nữ nhân, nữ nhân kia cũng là có phúc khí, nghe nói đằng sau còn có chút kỳ quái sự tình đâu, cũng không phải, còn náo ra một chút sự cố. Khương Song Linh nghe bọn hắn nhấc lên tiêu chấn xương người này, nguyên bản còn không lắm để ý, người ta thành không có trở thành vạn nguyên hộ, cũng cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là những cái này bà cô nhóm, từng cái ánh mắt động tác rất quỷ dị, ở trước mặt nàng trò chuyện lên tiêu chấn xương thời điểm, cố ý xì xào bàn tán thả nhỏ giọng chút, không biết còn tưởng rằng các nàng ý đồ che lấp thứ gì, kết hôn còn náo đã xảy ra chuyện gì, Khương Song Linh chỉ cảm thấy không hiểu thấu, nhìn những người này phản ứng. Phản phất người ta kết hôn sự tình còn cùng với nàng có liên quan gì? trong đó một cái bà cô cùng với nàng nói nho nhỏ ngươi là không biết hắn cưới được cái kia cô dâu giống như ngươi cũng họ khương còn cùng ngươi dáng dấp có mấy phần giống nhau cùng ngươi lúc còn trẻ rất giống ngươi ra ngoài nhiều năm như vậy đã biến rất nhiều lúc trước ngươi không có ra làng thời điểm cùng tiêu chấn xương cô vợ hắn mười đủ mười tương tự cũng là khó xử gia hỏa này cô độc đến chừng ba mươi tuổi mới cưới nàng dâu khương song linh sửng sốt một chút cùng ta lớn lên giống đúng vậy a à cũng không phải, về sau, trước đó Khương Hồng Bình không phải một mực dây dưa tiêu chấn xương sao, tiêu chấn xương không ra thế nào phản ứng nàng, về sau ngươi đường muội liền không thế nào làm yêu, giống như nói là phải thật tốt làm ăn, về sau tiêu chấn xương kết hôn, nàng chạy tới náo, nàng cái này có gì có thể làm ầm ĩ nói kia tiêu chấn xương một lòng lưu luyến si mê nàng đường tỷ mà tân nương tử chẳng qua là cái thế thân, thật hoang đường, Khương Song Linh, làm không rõ ràng thế mà còn có chuyện như vậy nhưng là khương song linh cảm thấy lúc này lại có cái suy đoán cái này khương gia nhị cô nương trước đó liền điên điên khùng khùng trước đây ít năm thật vất vả khôi phục chút mẹ của nàng còn nói nàng là cái bị lão thiên gia chiếu cố thần tiên còn hiểu cái gì dự báo người một nhà nói là muốn đi làm cái gì sinh ý sinh ý không bao lâu thất bại khương hồng bình còn đi cược dính không được nhà bọn hắn khương song linh không tiếp tục nghe những người này nói khương hồng bình tin tức nàng đối cái này đường muội cùng thúc thúc thẩm thẩm một nhà đều không có hứng thú gì lần này trở về chỉ là vì tu kiến nhà cũ có điều vừa rồi nghe những cái kia cô nàng ngược lại là đối tiêu chấn xương tân nương tử có chút hứng thú hai người bọn họ thật dung mạo na ná sao về sau khương song linh nhìn thấy tiêu chấn xương mới cưới nàng dâu là cái cô nương trẻ tuổi theo lý mà nói hai người bọn họ ngũ quan tướng mạo xác thực rất tương tự nhưng là riêng phần mình khí chất hoàn toàn không giống hai người bọn họ đứng chung một chỗ, tuyệt sẽ không có người đưa các nàng xem như là cùng một người. Cái này cùng với nàng giống nhau nữ nhân cũng họ Khương, gọi là Khương Ngưng, mặc dù tên của bọn hắn giống nhau, dáng dấp cũng tương tự, nhưng là cái này Khương gia cùng bọn hắn nhà cũng không có chút nào liên hệ, nghe nói cái này Khương Ngưng, là tiêu chấn xương tại Ma Đô nhận biết, nghe được tin tức này thời điểm, Khương song linh nhịp tim đột một chậm một nhịp, về sau lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thời đại không đúng. Ai biết Khương Ngưng nhìn thấy câu hỏi đầu tiên của nàng, nói vậy mà là, cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy chiếu cố A Triệt, ngươi đem hắn nuôi rất khá, Khương Song Linh sững sờ, không nghĩ quả là, liền một câu nói như vậy, nàng liền có thể đoán được trước mắt Khương Ngưng mới là lúc trước rơi xuống nước Khương Song Linh, không nghĩ tới nàng về sau thế mà tại những năm 80 Khương Ngưng trên thân tỉnh lại, nàng còn nhận thức lại tiêu chấn xương, hai người cùng một chỗ, Khương Ngưng thân phận là hoài dương món ăn truyền nhân, trong nhà mở ra một tòa tử lâu, tổ tiên từng làm qua ngự trù, còn làm qua quốc yến, rất có vinh quang, nàng một lòng học tập trù nghệ, nhưng lại bởi vì nữ tử thân phận bị người trong nhà buộc lấy chồng, Khương Ngưng tự nhiên không nguyện ý lấy chồng, tại đẩy cướp ở giữa đụng vào đầu, hôn mê đi, lúc lại tỉnh lại, liền biến thành rơi xuống nước sau Khương Song Linh, không nghĩ tới mình thế mà đi vào 10 năm sau, khi đó Khương Ngưng khiếp sợ không thôi, nguyên bản liền nghĩ về nhà nhìn xem, nhưng vẫn không có cơ hội nhưng nàng lại tại trên báo chí nhìn thấy không ít khương song linh tác phẩm trong lòng lại là bối rối vừa khiếp sợ về sau nàng gặp phải đến ma đô đi công tác khảo sát làm ăn tiêu chấn xương hai người ngoài ý muốn gặp lại kết duyên cứ như vậy cùng một chỗ khương ngưng thế mới biết khương song linh hai tỷ đệ cụ thể hạ lạc biết đệ đệ nhiều năm như vậy trôi qua hạnh phúc khương ngưng liền an tâm đầu tảng đá kia chưa từng nghĩ hai người chúng ta vậy mà trao đổi thân phận khương ngưng lôi kéo nàng tay cảm thán chuyện này không thể tưởng tượng nổi, các nàng vậy mà tại trên thân thể đối phương thu hoạch được sống lại. Khương Song Linh lúc này mới biết được Khương Ngưng hiểu lầm cái gì, đối phương lại đem nàng xem như một người khác, ta không phải người cổ thân thể này nguyên bản Khương Ngưng, ta là sinh ra ở thập niên 90 Khương Song Linh, lúc này, ta đều còn chưa ra đời đâu, ta biến thành ngươi thời điểm, đều đã là hai lẻ hai một năm, Khương Ngưng chấn kinh, cái gì, nàng nguyên vốn cho là mình biến thành 10 năm sau người đã rất khiếp sợ, không nghĩ tới trước mắt Khương Song Linh, thế mà xuyên qua ròng rã 50 năm thời gian, nàng thế mà là trở lại 50 năm trước đó, đúng vậy a, à, 50 năm. Nhắc tới cũng là xảo, Khương Song Linh phát hiện mình trở lại 50 năm trước, biến thành thời năm 1970 Khương Song Linh, đồng thời cùng tề hành kết hôn sinh con, nếu là bọn họ hai cùng một chỗ chậm rãi già đi, cùng một chỗ sinh hoạt đến 202 một năm, vừa lúc cũng là 50 năm đám cưới vàng thời gian đột nhiên đi vào 10 năm sau, đã là không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới ngươi thế mà là trở lại 50 năm sau. Khương Ngưng miệng bên trong lẩm bẩm kinh ngạc nói, như vậy. Trước đó Khương Ngưng đâu? Nàng có phải là, Khương Song Linh nhẹ gật đầu, ta cảm thấy chúng ta ba người có lẽ là lẫn nhau trao đổi thân thể, Khương Ngưng khả năng đã đến hai hai một năm, tại trên thân thể của ta tỉnh lại, Khương Ngưng ánh mắt mười phần hoảng hốt, thật sao? nàng bây giờ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng 30 năm sau bộ dáng, hai hai một năm sau phát triển, sẽ là cái dạng gì đâu. Đây đối với nguyên bản Khương Ngưng đến nói, xem như xuyên qua đến 40 năm sau, nàng còn một lòng nghĩ muốn đem nhà mình trù nghệ tuyên truyền rạng rỡ, cũng là xảo, thời điểm đó ta, vừa vặn thuê một nhà dân túc, vừa vặn dự định kinh doanh dân túc, có lẽ nàng đi, còn có thể làm trực tiếp, một lòng nghĩ kinh doanh tủ lâu Khương Ngưng biến thành nàng, nói không chừng thật đúng là có thể đem dân túc kinh doanh sinh động, có lẽ nàng còn có thể làm mỹ thực dẫn chương trình, cái này có thể. Đây thật là một chuyện khó mà tin nổi, Khương Ngưng hỏi nàng, qua nhiều năm như thế, ngươi trôi qua hạnh phúc sao? Khương Song Linh nhìn xem nàng cười, hạnh phúc a, à, toàn gia đoàn viên hạnh phúc, gả cho mình thích người yêu, bây giờ hài tử đều học đại học, đúng, ta còn có cái nữ nhi, ngươi đây, Khương Ngưng thoải mái nở nụ cười, ta cũng hạnh phúc, không có cái gì so hiện tại tốt hơn ta cùng hắn thật tốt a à, trong bụng ta hài tử còn chưa ra đời đâu thật sao chúc mừng nha khương song linh cùng khương ngưng cùng một chỗ đàm rất nhiều lời nói nói lên lẫn nhau sinh hoạt còn có khương triệt trên thân phát sinh sự tình hai người trò chuyện rất hợp duyên quả thực suốt cả đêm đều trò chuyện không hết khương song linh hỏi qua nàng muốn hay không cùng đệ đệ khương triệt nhận nhau khương ngưng lại là cự tuyệt không nên quấy rầy a triệt ngươi mới là hắn A Tỷ, chuyện như vậy, càng ít người biết càng tốt, làm gì treo đến người phiền não, chiếu cố hắn nhiều năm như vậy chính là ngươi, ngươi khả năng được xưng tụng là tỷ tỷ của hắn, chúng ta biết lẫn nhau trôi qua tốt là được, đều có các duyên phận, Khương Song Linh cáo biệt Khương Ngưng, cùng Khương Triệt cùng một chỗ trở lại thủ đô, mở ra cửa sân, liền gặp ôm lấy một con mèo tề hành trong sân chờ lấy nàng, lúc này ánh nắng vừa vặn. Thanh nhã ánh nắng vào đầu hắt vẫy xuống tới, chiếu vào hắn y nguyên tuấn khuôn mặt đẹp bên trên. So lúc tuổi còn trẻ muốn thành thục không ít, trên thân nhiều chịu đựng năm tháng lắng động xuống khí tức nho nhã, ôm lấy mèo con miễn cưỡng nhìn qua thời điểm, vẫn khiến người cảm thấy trong lòng khẽ động. Khương song linh đi qua từ trong tay hắn tiếp đi con mèo kia, nhà bọn hắn nuôi đông đông, mặc dù là tề hy nuôi ra tới, tính cách lại càng giống khi còn bé tề huy. Trước kia là chính giữa điều hòa không khí, huy, hiện tại là chính giữa điều hòa không khí, đông đông đột nhiên phát hiện các ngươi đều thích mèo, nhà bọn hắn một con mèo có phải là không đủ phân. Tiểu gia hỏa ghé vào Khương Song Linh trong khuỷu tay, hưởng thụ nâng lên móng vuốt nhỏ, đuôi dài thanh thản vung mấy lần, không phải tự ngươi nói, lão về sau, nuôi mèo đùa chó, ta sớm quen thuộc. Tề hành cầm đùa mèo bổng, lười biến trêu đùa thê tử trong ngực mèo, Khương Song Linh cười trộn, chúng ta rõ ràng còn không có lão, chờ chúng ta lão về sau, đông đông đã sớm già rồi, mèo đông đông tại mặt trời dưới đáy không ngừng meo 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 kêu to, Khương Song Linh đi theo meo meo kêu to vài tiếng, để tề hành học gọi, nhưng hết lần này tới lần khác nam nhân này sẽ chỉ đùa mèo, tuyệt đối sẽ không học mèo kêu, cũng không biết lúc nào khả năng chính tai nghe thấy người học mèo kêu. Nhà bọn hắn trừ nuôi con mèo này bên ngoài, về sau còn nuôi một con chó, vượt qua trong nhà có mèo có chó hạnh phúc thời gian, cái này hai mèo chó có đôi khi biết đánh nhau, có đôi khi cũng cùng bạn xấu giống như tụ cùng một chỗ vui đùa xuân hạ chi giao thời điểm ánh nắng là cực tốt, không phải ngày xuân như thế thanh tịch, để người không cảm giác được ánh nắng nhiệt độ, cũng đồng dạng không giống giữa hè như thế nhiệt liệt, chiếu lên trên người chỉ cảm thấy thân thể muốn hóa, thừa dịp dạng này tốt ánh nắng. Khương Song Linh đem trong nhà rất nhiều thứ cầm tới trong viện đến phơi, nhất là qua nhiều năm như thế thư tính, còn có không ít ảnh chụp, sợ chúng nó bị ẩm, cũng sợ bọn chúng sơ ý một chút bị chuột cho gặm, vài ngày trước thật có chuột tản bộ mà qua may phương bắc bên này chuột không thế nào ra sức, nếu là xấu thư của nàng, nàng phải đau lòng chết rồi, trừ cùng tiết lê vương tuyết xu mấy người tới quá khứ thư tính, Khương song linh trân quý nhất những năm này tề hành cho nàng viết xuống đến thư, đã đếm không hết có bao nhiêu phong, hầu như đều có thế xuất bản thành một bản sách thật dày, nàng đem những này tin lấy ra phơi, một bên phơi một bên dư vị, những cái này tự hồ cũng là dấu trong năm tháng máy ảnh, đem lúc trước những chuyện kia tất cả đều giữ lại ban sơ tề hành thư còn rất công thức hóa, đâu ra đấy, hiển nhiên như cái tiểu lão đầu viết ra, cứng rắn miêu tả mình thường ngày, về sau trên thư người nói chuyện khôi hài không ít, kiểu chữ cũng càng ngày càng xinh đẹp, ngẫu nhiên sẽ còn họa mấy cái que diêm người theo ở phía sau, Khương Song Linh nghĩ thầm người này da mặt cũng là càng ngày càng dày, vẽ ra dạng này họa, còn dám tại nghịch đại đao trước mặt quan công, thư nhiều nhất một năm kia, chính là hi hi ra đời một năm kia, phân biệt hơn một năm lưu lại hơn 300 phong thư kiện, nếu là muốn tất cả đều mở ra đến xem, đoán chừng nàng một ngày đều đọc không hết đâu. Nguyên bản phơ sách Khương Song Linh đọc lấy phong thư trong tay, thấy quá mê mẩn, ngay cả mình hôm nay dự định việc cần phải làm đều cấp quên mất, tề hành đánh lấy một cây dù, chống ra tại đỉnh đầu của nàng, nhắc nhở, không phải nói muốn phòng nắng kháng oxy hóa kháng già yếu sao, Khương Song Linh, thật sự là tất cả lãng mạn tế bào giết chết người, một nghe đến mấy câu này, cái gì khán giả yếu phòng nắng quá khứ đủ loại tình ý đều trở nên tuyệt không cảm động liền không thể thật dễ nói chuyện vì nàng chống đỡ một cái ô giấy dầu ta đang nhìn lúc trước tin tề hành chờ ngươi về sau về hưu ta nói là ngươi về sau về hưu ngươi thật có thể suy xét đi viết tiểu thuyết chính ngươi đến xem qua nhiều năm như thế ta cảm thấy ngươi hành văn tăng lên không ít chờ sau này về hưu ngươi liền viết một bản hồi ký tề hành không hứng thú nhiều như vậy thư tín ngươi đều viết xuống đến một bản hồi ký còn có thế làm khó ngươi sao tề hành nháy mắt ngươi làm thê tử của ta ngươi tới giúp ta viết khương song linh ta tới giúp ngươi vẽ ra đến còn tạm được chẳng qua dường như chúng ta cũng không có gì có thế hồi ức thật nhiều tin a à? tề hành ngươi tới giúp ta sửa sang một chút chứ sao hai vợ chồng cùng một chỗ sửa sang lấy thư tề hành cầm một xấp thư đột nhiên phát hiện không ít khác thư tín có một sấp tinh còn có không ít thư họa núp ở bên trong. Đây đều là, Khương Song Linh, làm sao còn đem những vật này cho lật ra đến rồi. Đây là nàng đã từng vụn trộm viết cho tề hành tinh, nhưng đều không cho tề hành nhìn qua, viết thư thời điểm tưởng niệm cảm xúc tràn đầy tại chữ viết bên trong, không kịp chờ đợi kể ra chính mình tưởng niệm, sau đó đối phương trở về về sau, nàng nhưng lại cảm thấy những văn tự này già mồm, tự nhiên là không có lấy thêm cho tề hành nhìn qua ngược lại len lén giấu ở một đống pm bên trong có chút tin cùng thư họa khương song linh vốn là phải đặt ở tùy thân dân túc bên trong tùy ý nó bị biến mất thiết lập lại rơi nhưng đến cuối cùng nàng lại như cũ không nỡ từ bỏ những vật này nghĩ một mực bảo lưu lấy thậm chí theo thời gian từng ngày mất đi khương song linh bắt đầu hối hận hối hận ban sơ thời điểm nàng từng tại tùy thân dân túc bên trong họa rất nhiều họa nhưng những cái kia họa hiện tại cũng đã biến mất mới gặp thời điểm tề hành Lúc tuổi còn trẻ tề hành, xa lạ hắn, tất cả đều biến mất tại cái kia không vì ngoại nhân biết địa phương. Về sau, Khương Song Linh đã rất ít ở bên trong vẽ tranh, nàng tất cả họa đều giữ lại, còn có mấy căn phòng, chuyên môn dùng để tất giữ nàng phê duyệt, mất đi về sau mới biết được trân quý. Vẽ trẻ tuổi thân thể, trước kia đều không có ý tứ lấy ra, hiện tại mất đi về sau, mới hiểu được hối hận, kỳ thật Khương Song Linh vẫn là vụn trộn giấu mấy trương nhưng là cái này mấy trương cũng không thể an ủi nàng mất đi tâm tình, những vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, tề hành nhíu mày, ngươi mất đi cái gì, một chút trọng yếu đồ vật. Khương song linh đem thư kiện đều chỉnh lý tốt, vẫn là hy vọng những cái này tin về sau có thế ít một chút, mỗi nhiều một phong, liền mang ý nghĩa một ngày phân biệt, tình nguyện hai chúng ta lão về sau, lẫn nhau nhìn nhau không nói gì, cũng tốt hơn tách ra, ta sẽ cùng ngươi nói chuyện, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi, cả một đời.